Này của chị đúng không? Anh lấy cái chị không cần lấy kìa. Ok. Đây là hồng Bạn yếu xỉu quá ha. Dạ chị Thoan Nguyễn, xin chào chị nha. Anh Cường vào nữa kìa. Đây, em mới phát la lên mọi người ơi, vào đông đông lên mọi người ơi. Tìm em. Xin Nguyễn chào chị nhiều nha chị ơi. Nay là thứ hai đúng không chị? Thứ hai là ngày đầu tuần săn sale cùng Hoàng gia Sài Gòn chị ơi. Quá trời rồi, Cường bé muốn xịt nè, xin chào nha, quá trời rồi à. Đây, chủ đề hôm nay rõ Minh ơi, anh Long Lê Hồ. Dạ bắt đầu mình bắt đầu cuộc trò chuyện với chị. Đây mình chào chị. Ok. Rồi em sẽ giới thiệu, em là Huỳnh Tâm, em sẽ là đồng hành một người trong chuyến này hôm nay để giới thiệu sản phẩm đến tay một người một cách làm một số tăng, một cách làm một số tăng gắn kết nhất có thể nha. Bên cạnh em đó là chị Dược Sĩ Thi, là người giải quyết tất cả các tập về cho tâm những cái vấn đề mình đang gặp phải ấy. Mình giới thiệu mình sơ qua cho chị, người ta biết mình là ai vậy chị ơi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Thi, rất vui được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong buổi livestream thứ hai ngày 14 tháng 8 hôm nay ạ. Chủ đề của ngày hôm nay đó là hô hấp khỏe mạnh cùng Hoàng gia Sài Gòn. Thì các bạn nào mà đang có các vấn đề về hô hấp đó, thì có nhớ là xem like nhé các bạn. Dạ, chủ đề ngày hôm nay của em đó là hô hấp khỏe mạnh cùng Hoàng gia Sài Gòn mọi người ơi. Đây, mình nhớ sơ, mình nhớ sơ công ty của mình đi ha chị. Đây, công ty mình thành lập từ năm 2008, tức là được 15 năm thành lập và phân phối thuốc cho cả bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước của mình, cung cấp các loại thuốc nam rồi trang thiết bị hiện đại hiện nay nha mọi người ơi. Đây, nhiều vô cùng nhiều em đã mua sản phẩm trong cửa hàng rồi, mình cũng đã xem nhẹ qua từng sản phẩm bên em chị ơi. Rồi bắt đầu em vào trong, em sẽ giới thiệu từng sản phẩm chi tiết cho mọi người coi ha. Ai đang vấn đề của ta ho nhiều, đây em nói sơ thì thời gian này thì em thấy không, chị thấy không, trái gió trở trời, mưa nắng thất thường, là người lớn tuổi là bị đau nhức xương khớp, còn trẻ nhỏ nó ho cành 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 luôn chị. Đúng rồi. Tại sao vậy chị, tại sao vậy chị? Tại vì là hiện tại thì trong cái thời buổi hiện tại ngày hôm nay đó, thì em thấy ô nhiễm môi trường nó rất là nhiều đúng Dạ không, đúng rồi. nên nó là các ảnh hưởng đến cái phần đó là sức khỏe của con nít, cho nên là ảnh hưởng đến phổi. Ngoài ra ở đây là thời tiết thay đổi cho nên hệ miễn dịch của các bé nó yếu, thì vi khuẩn nó dễ dàng xâm nhập vào và đâm ra là cơ thể nó sẽ bị dễ bị các bị bệnh về viêm đường hô hấp. Bên Dạ. cạnh đó thì có các những cái loại virus gây bệnh cảm lạnh dễ dàng phát triển và cũng như là lây lan nhanh hơn trong cái điều kiện khí hậu lạnh. Ở đây là ban ngày thì thời tiết là sáng nắng nhiều mưa, còn Dạ. ban đêm thì gia đình phụ huynh thì cứ cho con em mình cứ ngồi nằm trong cái lạnh nhiều, cho nên nó là vi khuẩn nó càng tiết ra mạnh hơn, đôi khi là nó sẽ dễ gây ra đường viêm đường hô hấp hơn. Dạ. Cho nên nó là các triệu chứng như ho và ngứa họng do thay đổi thời tiết rất là nhiều. Nghe nói là ho đang là trong Đúng thời gian rồi, này. ho. Đây là một người lớn cũng bị, đúng không chị, trẻ nhỏ đúng không chị? Ai cũng bị, em cũng còn bị đây mà. Đây, đáng gió cho trời là em ho nhưng đúng rồi luôn chị ơi. Đây, chị Đào phải lên chị chị ơi. Đây, đầu tuần mình cùng tăng sale cùng mình em chị ơi. Đây, chủ đề này là ai đang vấn đề bị ho nhiều do trái gió cho trời, vì bệnh đường hô hấp này kia đó. Giờ đây nhà chị ơi, sang xe bữa nay quá trời ưu đãi luôn chị ơi. Đây, như chị nói rồi đó, khi mình bị vậy xong mình có những giải pháp nào mình khắc phục như chị? Thì cái này là những cái mà chị sẽ chỉ cho các bạn cũng như là em về cách phòng ngừa ngay tại nhà luôn. Dạ Nếu như mà ban đêm mà mình hay ngủ máy lạnh nhiều á, thì mình có thể là hạn chế nằm máy lạnh lại, ví dụ dạ như đừng có để cho máy quạt nó phà vô trong người, tại vì á, dạ trời nóng á, thì mình hay có cái kiểu như là dựng đứng cái máy quạt chỉ thẳng vào người luôn, dạ thì làm như vậy á, là nó sẽ gây mát mà mát lạnh luôn, nó dễ dạ bị viêm đường hô hấp nhiều cũng như là vi khuẩn virus nó sẽ xâm nhập vào cơ thể dễ dàng hơn. Ngoài ra thì trước khi đi ngủ mình có thể là bôi dầu dưới lòng bàn chân để cho cơ thể mình nó ấm hơn.
giữ ấm cơ thể. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà đôi khi ví dụ như là mình có thể tắm bằng nước nóng cũng như là tắm trong phòng kín và thay đổi thời tiết như vậy là mình nên lau người thật nhanh và thay quần áo thật nhanh để tránh bị cảm lạnh. Ngoài ra là mình cần phải có thêm cái vệ sinh họng cũng như là có thêm các biện như là dung dịch xịt họng cũng như là mình xúc nước muối vào buổi sáng và tối để ngăn ngừa là vi khuẩn xâm nhập vào. Ngoài ra thì mình nên bổ sung các vitamin cũng như là tăng cường sức đề kháng của mình hơn. Hạn chế nếu như người lớn thì có hiện tượng như là hút thuốc lá và uống nước đá lạnh. Uống bia như... đó chị. Đúng. Đúng rồi. Và con nít cũng vậy, uống nước đá lạnh thì đúng, mình hạn chế không nên cho các con nít uống nước đá lạnh nhiều. Dạ. Và nếu như mà mình có những cái dấu hiệu như là bị viêm nhiễm đường hô hấp thì đầu tiên không nên cũng như là sử dụng kháng sinh nhiều, tại vì kháng sinh nhiều nó sẽ gây ra tình trạng nó là kháng thuốc, mà kháng thuốc như vậy á, chừng mai mốt khi mà em bệnh với một cái bệnh cao hơn, bệnh nặng hơn á, thì mình không có kháng sinh để chữa trị nó bị lờn đúng không? Đúng rồi, bị lờn thuốc. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm một số cái sản phẩm về thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ tăng hỗ trợ giảm tăng tiết đờm ho cho đối với con nít cũng như người lớn để giảm cái tình trạng ho của mình. Đây, chị hướng dẫn vấn đề chính lần này rồi mọi người ơi. Trước đó mọi người là những sản phẩm hỗ trợ mà của mình ha, về khi mà mình bị ho đau đó, họng cho ho kéo dài ha, việc trưởng em và những em nha mọi người ơi, hôm nay ai vấn đề gì cứ cho mình biết rồi em sẽ lên sản phẩm giới thiệu mọi người để hỗ trợ sức khỏe cho mọi người ha. Sức khỏe là trên hết, có sức khỏe là có tất cả, ok cho mọi người ơi. Đây, trước mắt nghe đầu tiên em sẽ giới thiệu mọi người đó là thực phẩm sản phẩm đây là Rama bổ phổi như vậy đây. Đây, một loại như vậy gồm 30 viên chị ơi. Đây, 132k. Hôm nay có ưu đãi nhập tràn, đó là giảm 15% khi chị mua lẻ từng sản phẩm trên đây nha chị ơi. Dạ em đã nguyên mã rồi chị ơi. Dạ, cứ bấm vào đến hàng xem qua thoải mái chị ơi, rồi ưng ý như nào hay là có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi em nha. Nghĩa lên cho anh nha, buổi trưa đừng từ từ như vậy em ơi. Đây, một loại như vậy gồm 30 viên giùm em. Đây gì em, đây hỗ trợ bổ phổi cho mình nha. Đây là em nghe nói là bị hậu Covid có uống này không chị? Đúng rồi, sau cái quá trình là hậu Covid 19 thì cơ thể của con người á vẫn có nguyên nhân ở đây là gây ra cái tình trạng ho là do cơ thể đào thải các chất ra bên ngoài cũng như là kích thích trong khu thần kinh đường hô hấp, cũng như là do cơ địa bị dị ứng cũng hoặc là hen suyễn á, thì mình có thể sử dụng để phòng ngừa để giảm cái tình trạng ho do kích ứng của mình hơn. Dạ. Em nghe nói trong bên là 100% từ thảo mộc thiên nhiên hả chị? Đúng rồi em. Trong đó có gì chị có thể nói sơ qua cho quý vị biết được không ạ? Thì mình xin kể qua một loạt các những cái dược liệu tự nhiên của sản phẩm Rama bổ phổi. Thì trong này nó sẽ có là tỳ bà diệp, húng chanh, ô mai, bạch môn, cúc tím, gừng, xuyên tâm liên, trần bì, huyết giác, đông trùng hạ thảo và vitamin C. Dạ. Nó sẽ hỗ trợ cho về cái phần hỗ trợ phổi cũng như là giảm cái tình trạng là ho tăng đờm và giảm đeo rắc họng khản tiếng do viêm họng cũng như là viêm phế quản. Nói nghe ra ma bổ phổi chữa phổi hả chị? Đúng rồi. Mới nghe có đông trùng hạ thảo đó chị. Ôi là trời, ghê vậy. Quá trời rồi anh chị ơi, 100% thảo mộc thiên nhiên nên là yên tâm đi anh chị ơi. Đây giúp tình trạng đau rát trong họng ha, khan tiếng do ho kéo dài ha, bổ phổi giảm ho đau rát. Quá trời rồi, đông trùng hạ thảo cái gì vậy chị? Cái thành phần đông trùng hạ thảo nó sẽ hỗ trợ là nó là tăng cường hệ miễn dịch của mình hơn, cũng như là hỗ trợ cho cơ thể là giảm giảm đau nhiều hơn, tốt hơn. Cái sản phẩm này là từ bao nhiêu tuổi là uống được rồi chị? Cái sản phẩm này là 6 tuổi trở lên là có thể uống sử dụng được rồi. Tức là lớp 1. Sắp tuổi lớp 1, đúng rồi. Em nói đúng đó chị ơi, đừng phong kiện nhau. Thuyền không bến rồi thì máy xa xăm như vậy nha chị ơi. Bữa nay, buổi trưa nay là xăng xe cùng anh chị ơi. Sản phẩm của công ty Hoàng Gia Sài Gòn nên là yên tâm anh chị ơi. Không phải phát trực tiếp ở shop và nhà thuốc khác nên là yên tâm anh chị ơi. Đây, anh chị có vấn đề gì cứ comment cho biết rồi em dạy gì chỉ thi tới bên em sẽ giải đáp tất tần tật về cái vấn đề mình đang gặp phải chị ơi. Ai vào rồi em Vinh nè, ai vào rồi thì cho em một lượt comment đi hay là bảo tin cho mình tương tác
buổi trưa đầu tuần mà đây một loại như vậy là gồm 30 viên giùm em nha chị ơi. Đây mỗi lần mỗi ngày uống 30 viên là đủ chị. Cái này là một ngày mình sử dụng 2 lần sáng và chiều. Dạ. Và vào sử dụng sau ăn 30 phút. Dạ. 6 tuổi là uống được rồi. Đúng rồi. Dạ, cái này là sao mình có vấn đề bị khan tiếng mình uống hay là mình uống ngừa được không chị? Uống ngừa được được. Được luôn ha, quá trời rồi đây. Một loại như vậy gồm 3 viên chị ơi, giá bán hiện tại là 100. Chị được ăn thử nè, xin chào nha má trời ơi. Đây, giá gốc công ty đó là 132k, nhưng khi chị mua lẻ từng sản phẩm trên đây là giảm được 15% và hỗ trợ ship TikTok về bước tiếp cho chị nha chị ơi. Và ở Sài Gòn thì sáng nay thì có liền, còn ở tỉnh thì 24 ngày. Dạ, mình như xin chào nha, liền tay nha đây. Dạ, cứ theo những hàng thoải mái nha chị ơi. Có vấn đề gì về sản phẩm, về cái tình trạng của mình đang gặp phải, cứ comment cho biết. Dạ không, chúng ta nói, chúng ta nói nha, nói ơi. Anh ăn trưa chưa nè, chuyện trưa chưa? Như vậy, quá trời. Một loại như vậy gồm 30 viên. Làm tôi nói 100% từ thành phần thiên nhiên. Vì cứ nói thẳng công dụng từng thành phần trong được không? À, được luôn em. Dạ, được luôn, chào quá trời rồi. 132k. Mua nha, với điều kiện kích mới. Ôi là do nó giảm, kinh cũng giảm luôn. Dạ, chị nói đi chị ơi. À, thì đầu tiên mình xin kể với mọi người đó là cái thành phần tỳ bà diệp. Thì cái thành phần tỳ bà diệp này á, thì nó sẽ là thanh phế hòa vị và giãn khí hòa đờm, cũng như là hỗ trợ do ho do suyễn, và cũng như là trị tức ngực đau dạ dày và nôn ói đau rát cổ họng của mình. Em có thể khui ra cho mọi người thấy. Khui được luôn. Cái thành phần thứ hai đó là cái thành phần húng chanh. Thì đa phần nó là nếu như mà theo dân gian tự nhiên đó, thì mọi người sẽ hay sử dụng nó để giã ra và cho con nấu lên cho con mình uống. Thì trong cái thành phần húng chanh này đó, nó sẽ hỗ trợ cho tiêu đờm sát khuẩn và chữa viêm họng, cũng như là giải cảm, trị các chứng ra mồ hôi và chữa ho, chữa cảm cúm. Ngoài đến tới cái thành phần thứ ba đó là mạch môn. Thì ở mạch môn nó sẽ điều trị cái bị viêm phế quản mãn tính là mình có thể sử dụng được luôn, cũng như là ho khan, ho có đờm và ho do thay đổi thời tiết. Cái đến đó là chiết xuất, ở đây là chiết xuất từ cúc tím. Thì cúc tím nó sẽ hỗ trợ ở đây là giảm viêm, giảm đau và cải thiện khả năng miễn dịch và giảm lượng đường trong máu. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm gừng. Thì em cũng hay thấy rồi, nếu như mà khi bị đụng đầu tiên đụng thì nó tức là chị em nó tức cho thì gừng đó là nếu như mà mọi người sẽ sử dụng ở đây là ngậm gừng để giảm ho thì đúng trong tươi không chị? Đúng rồi. Thì trong này nó sẽ cũng có xuất từ gừng. Thì gừng nó sẽ có công dụng là ức chế virus hợp bào ở đường hô hấp, ngoài ra là ngăn ngừa và cải thiện tình trạng ho khó thở, cũng như là sưng đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, các triệu chứng liên quan đến bệnh cảm lạnh cũng như là cảm cúm, hen suyễn và viêm phế quản. Thì ngoài ra tới gần đó là xuyên tâm liên. Thì cái hồi đợt hậu covid 19 thì nó sẽ có một cái trào lưu đó là sử dụng những cái thành phần xuyên tâm liên để trị dứt điểm covid 19. Nhưng mà thì theo các nhà khoa học thì xuyên tâm liên á thì nó sẽ có một cái hỗ trợ ở đây là trị bệnh cảm cúm, sốt và viêm amidan. Chứ nó sẽ không có trị dứt covid 19 nha. Không trị dứt luôn. Không trị covid 19. Đúng rồi. Tại vì ở đây là khi mà sử dụng xuyên tâm liên á thì nó sẽ hỗ trợ cho mình các bệnh cảm cúm, sốt, amidan, trị ho do viêm họng, viêm phổi và tăng cường hệ miễn dịch của mình hơn. Cho nên nó là trong cái đợt dịch covid 19 mà nếu như mà mọi người có sử dụng xuyên tâm liên thì nó sẽ hỗ trợ cho mình giảm, cũng như là giảm viêm amidan, ho, cũng như là tăng cường hệ miễn dịch cho mình hơn. Dạ. Mình sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Dạ. Thì đến cái thành phần thứ ba đó là ô mai. Thì ô mai nó sẽ sử dụng như là giảm ho, chống khô họng, cũng như là kháng tiếng trong cơ thể của con người. Dạ. Ngoài ra thì còn có một số cái thành phần khác cũng như là trần bì, huyết giác, đông trùng hạ thảo. Thì ở những cái thành phần này á, nó sẽ nhằm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, cũng như là kháng viêm và tăng sức đề kháng, cũng như là có lợi cho đường hô hấp, cũng như là hệ thống đường tiêu hóa của mình. Dạ. Anh chính là anh hái cho em là cúp vàng đó chị ơi. Đây này anh nhãn hiệu qua nha, đã đạt top 10 thương hiệu nhãn hiệu xuất sắc nhất châu Á với Bình Dương. Quá trời rồi đúng không à, đây quá trời rồi đây. Một loại như vậy là gần 30 viên. Em yêu chị, chị ủ quen không?
quen lâu quá trời rồi đây, yêu chị thì ủng hộ chị một sản phẩm đấy các bạn ha, phòng ngừa bổ phổi mình đi, ấm phổi ầm phần phổi quá trời rồi, nhiều khi trái gió vỡ trời đó mọi người ho qua mà sặc cụ luôn quá trời rồi, em thấy mà em đứt ruột, đứt từng đoạn ruột cũng như vậy ha, quá trời. Một loại như vậy là gần 30 viên dành em nha, uống là phòng ngừa chị, cứ thật bị uống. À, có thể phòng ngừa được luôn, và khi nào bị thì mình có thể kết hợp thêm với lại những cái thuốc, ở đây là thuốc giảm triệu chứng và thêm cái thành phần hỗ trợ giảm ho này nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều lần. Dạ, đây là trẻ 6 tuổi trở lên, từ 6 tuổi là uống được rồi nha chị ơi. Dạ, anh chị có vấn đề gì rồi sức khỏe của mình đó, cứ để cho em biết, em và chị dược sĩ Ly và sẽ tư vấn tất cả cho mọi người nha. Đây anh Phong và anh Phong nha, mọi người chưa cho mọi người ơi, đây bữa nay xăng sân em thì chị ơi, đây hỗ trợ không rất là nhiều luôn nha. Đây khi chị mua lẻ từng sản phẩm em là được giảm 15% chị mới duyên nha, tại chị nha. Đây và khi hỗ trợ giảm là 20k cho đơn 199k trọng nguyên nha, giảm 10% tối đa cho đơn không đồng luôn, tối đa 50k lận nha, và làm giảm 15k cho đơn chim cha cho người khách hàng mới giùm em nha, bé yêu của anh nha. Đây em đã ghi mã lên rồi chị ơi, em đã ghi mã lên rồi nha, nhanh tay lại tìm thêm cái hàng chị em nha. Quá trời, đây 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 đây, 100% từ thảo mộc thiên nhiên, đúng rồi em, quá trời rồi. Đây cái tại vì á, sau cái đợt dịch Covid-19 á, thì dạ, mọi người bắt đầu á, là chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Và em cũng thấy được nếu như mà khi mà ai mà nhiễm Covid-19 xong á, dạ, thì cái tình trạng ho của mọi người sẽ bắt đầu là ho nhiều hơn và ho dai dẳng hơn, dạ, cũng như là sức đề kháng của mình yếu hơn. Thì cái sản phẩm Rana bổ phổi này nó có thể là sử dụng để phòng ngừa cũng như là hỗ trợ mình giảm thiểu các tình trạng về đường hô hấp cũng như là giảm cái tình trạng đau rách họng, khản tiếng cho viêm họng và viêm phế quản. Dạ. Thì mọi người có thể mua để sử dụng kết hợp chung với lại các dòng sản phẩm thuốc mà mình đang sử dụng, hoặc là uống để phòng ngừa cũng được. Dạ, sản phẩm này phải là thuốc không chị? Không, nó là thực phẩm bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Dạ đúng rồi. Tất nhiên chị ơi, một lần như vậy là 132k dùm em chị Nhung ơi. Dạ chị, vấn đề gì hôm nay đàn? Hôm nay là chương trình ngày hôm nay làm hỗ trợ sức khỏe cho mọi người nha, về vấn đề hô hấp cùng Hoàng Giang Sài Gòn mọi người ơi. Dạ xin chào cá nha, rồi 132k anh chị mua một lọ được giảm 15%, và nếu có mã khác thì quăng video cái đơn nó giảm vô cùng giảm nha, và cái tốt tự tính tới cho mọi người nha, vợ và con yêu xin chào nha. Trẻ nhỏ uống bao nhiêu viên một ngày? Trẻ nhỏ thì mình có thể là sử dụng một viên trong một ngày. Mà dạ, đối với lại các bé mà không có nuốt được viên mua dạ, viên thuốc á, thì mình có thể liền nghiễm ra, sau đó bỏ vô nước cho bé uống được. Đắng không chị? Không, không có đắng nha. Không đắng ha, thuốc đắng giả tọt mà sao chị quá trời. Bá Ngọc nè, đây một viên là gần 30 viên chị ơi. Uống chị ơi, ngừa bị nó uống bị cũng uống và ngừa mình có thể sử dụng được luôn. Dạ đúng rồi, đây 100% từ thảo mộc thiên nhiên chị ơi. Đây dạ, anh chị đang xem nó cứ giới hạn đang ghim ở trên rồi chị ơi, là có vấn đề gì cứ xem thoại mới giới hạn đi, hấp tung lên coi sao mà quá trời bất ưng ý với mấy nào. Dạ comment số cho em biết thì em lấy cho coi nha chị ơi. 132k mà gọi như vậy nha, hỗ trợ sức khỏe cho mọi người. Đây vấn đề bổ phổi, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, đau rát họng, khan tiếng do viêm họng, viêm phế quản đều được hết em nha, uống ngừa hoặc là khi nào bị uống cũng được cả. Dạ em hỏi chị ơi, và khi đờm á chị, em thấy á vấn đề đờm á là tại sao nó hình thành đờm trong cái cổ họng gì chị? Cái đờm đó là do hiện tượng ho nó sẽ kèm các dịch tiết này ra từ đường hô hấp. Dạ. Cho nên nó làm mình sẽ có cái những cái tình trạng đó được gọi là đờm. Thì là trong thành phần của dịch nhầy nó sẽ có chất nhầy, không cầu, bạch cầu, mủ và các chất độc mà tấn công trong đường hô hấp của cơ thể của con người. Khi mà ở các ho lúc đầu khi mọi người bệnh thì mọi người sẽ có tình trạng ho khan. Ho khan ở đây là bắt đầu là cơ thể nó sẽ tống cái chất ra khỏi cơ thể, nhưng mà nó tống không hết thì nó sẽ hình thành nên chất nhầy trong cơ thể. Cho nên nó tạo thành đờm cho mình đờm, để có gì mình khạc ra được. Nhiều khi khạc xong rồi nó quay lại không có nữa. Đúng rồi, tại vì là nó chưa có biết hết các chất nhầy, chất dơ ra khỏi cơ thể mà. Cho nên là bắt buộc nó phải hình thành đờm, rồi bắt đầu sẽ có những cái tình trạng em ho ra ngoài luôn, để có kiểu như là ở đây là tống cái lượng đờm ra bên ngoài. Dạ. Để mà đấy là một cách mà cơ thể của mình phòng ngừa và cũng như là thải các độc tố ra bên ngoài đó.
Dạ, nhưng muốn tiêu đờm thì phải làm sao chị ơi? Muốn tiêu đờm thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm Rama bổ phổi. Dạ, Rama bổ phổi chị ơi, 132 ca của công ty Hoàng Gia Sài Gòn nha, với 15 năm thành lập. Nên là yên tâm nghe Hiếu Thành ơi, xin chào nha. 132 ca có thể mua về cho con mình uống, anh chị uống cũng được nữa. Khi bị ho, bị sao ta, bị khan tiếng đó, do ho nhiều kéo dài đó chị ơi, hoặc là có đờm, là anh chị sử dụng em có loại này nha. Giá ta hạ giá 132 ca. Hôm nay là tất cả sản phẩm trong cửa hàng hôm nay, anh chị nếu chị mua lẻ thì giảm được 15% nha. Chút nữa em sẽ lên sản phẩm là anh đi ha, là được mua hai hộp được giảm 5%, tức là mua một tặng một cho anh chị luôn chị ơi. Dạ, mỗi người vào nha, hôm nay là chương trình nên là hỗ trợ về đường hô hấp cho anh chị nha chị ơi. Dạ, mua về cho con mình uống từ 6 tuổi trở lên là được rồi nha, lớp 1 là uống được rồi nha chị ơi. Hoặc là khó uống quá thì giả nhuyễn ra pha vài nước cho con mình uống nha chị ơi. Quá tôi đã nghe, xin chào nha. Đây, một loại như vậy gồm 30 viên dùng em chị ơi, đây như vậy nha. Người lớn uống bao nhiêu viên một ngày chị? Người lớn là mình sử dụng 2 viên trên lần, mỗi lần là 1 viên. Dạ. Sử dụng sau bữa ăn 30 phút. Sau bữa ăn 30 phút dùng em chị ơi. Dạ, như chị Dị Sĩ Thư, Dị Sĩ Thư nói rồi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị ho kéo dài là do nằm máy lạnh nhiều ha, uống nước đá nhiều. Sao nữa chị? Và thay đổi thời tiết á, thì dạ, mình thấy là khi mà thay đổi thời tiết á, là bắt đầu á, là cơ thể mình hệ miễn dịch nó đã yếu. Dạ. Ngoài ra á, là vi khuẩn nó sẽ bắt đầu xâm nhập nhiều hơn, virus nó sẽ xâm nhập nhiều hơn, và nó sẽ lợi dụng cái cơ hội là cơ thể em đang suy yếu thì bắt đầu nó sẽ tấn công cơ thể của mình hơn. Dạ. Và nó sẽ gây ra cái tình trạng là ho. Mà đây là một cái cơ chế phòng vệ của cơ thể, ở đây là ho để mà thải các độc tố ra bên ngoài. Dạ. Ngoài ra những cái biểu hiện trên thì nó sẽ còn có một cái tình trạng nữa là ở đây là do ô nhiễm môi trường. Hiện tại thì em thấy là đi ra ngoài đường khói bụi, khói bụi nghi ngút xuyên luôn, và mình cứ hít vải vào thì cơ thể bắt đầu là không có thể mà đáp ứng được, thì dạ, nó bắt đầu phải ho để mà thải các chất độc tố đó ra. Thì đó là những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng ho. Dạ, đó là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho của mình nha. Cái phổi mình á, sao ta hít nhiều cái khói bụi ngoài đường vô là nó bị sao ta bị giảm miễn dịch rồi, cộng với là trái gió trở trời nên chị ơi, quá trời rồi. Anh chị mua về cho con mình uống hoặc là anh chị uống cũng được rồi. Vì sao? Vì cái này là uống từ 6 tuổi trở lên là uống được rồi giùm em nha. Cho đời một người yêu không đá quá trời rồi kìa. Trời xe. Đây, Rama bổ phổi giá bán là 132k một lọ như vậy, gồm 30 viên cho anh chị nha anh chị ơi. Hôm nay là anh chị mua sản phẩm đây là một sản phẩm là được giảm 15% và có nhiều voucher khác. Đó như vậy nha, 20k cho đơn hàng 199k. Đây, hỗ trợ 10% tối đa 50k cho đơn hàng không đồng nữa nha, và 15k cho đơn hàng 99k cho khách hàng mới có điều kiện. Follow kênh của em chị ơi. Em và em nha, quá trời rồi. Một loại này 30 viên giùm em nha. Và khi mình uống cái này, mình có những biện pháp hỗ trợ gì thêm không chị? Thì ở đây là mình có thể sử dụng thêm các sản phẩm. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm cái phần kiêng cữ trong quá trình ăn. Đúng rồi. Kiêng cữ ở đây á, thì thứ nhất á, là mình hạn chế ăn đồ tanh, ví dụ như là ăn đồ hải sản nhiều á. Thì nếu như khi mà mình ăn đồ hải sản nhiều á, thì nó sẽ có những cái mùi tanh gây kích ứng và khó thở, và yeah, nó sẽ gây ra cái tình trạng ho. Thứ hai nữa là đồ ăn có vị quá cay. Quá cay. Đúng rồi. Như là mấy đứa trẻ này uống ăn mì cay nhiều quá chị. Đúng rồi. Ngoài ra thì mình cần nên không có nên uống nước đá, cũng như là ăn đồ dầu mỡ chiên quá nhiều, yeah, cũng như là các loại mà rau củ quả mà có chất dịch nhầy. Ví dụ như là đậu bắp chẳng hạn đi. Nhầy đó thì nó cũng sẽ làm cho tăng cái tình trạng là ho vô cho mình. Ngoài ra thì mình xin lưu ý với các bạn á, tình trạng ho nó còn có một cái cách nữa, đó là do em khi mà em bị đau dạ dày đi. Dạ. Hoặc là trào ngược dạ dày đi, thì em ban đêm ho sẽ ho về ban đêm, ở đây là ho liên tục, ho kéo dạ dài luôn. Đó là cũng có là một cái biểu hiện của viêm dạ dày cũng như là trào ngược dạ dày. Khi mà mình có những cái biểu hiện đó mà mình sử dụng cái Rama bổ phổi, dạ, thì mình uống nó sẽ không thuyên giảm được cái tình trạng ho đâu. Cho nên đối với các tình trạng mà trào ngược dạ dày á, thì mình nên đến cơ quan y tế để khám, và cũng như là ở đây là các bác sĩ sẽ đưa cho mình các liệu trình để hỗ trợ làm giảm cái tình trạng trào ngược dạ dày của mình hơn. Khi mà giảm được cái tình trạng trào ngược dạ dày thì coi như cái phần ho dứt điểm.
Tại vì đó là ho do trào ngược dạ dày chứ không phải là ho do bị viêm đường hô hấp. Dạ, đây sản phẩm này là không nên sử dụng cho đối tượng nào vậy chị? Đối tượng này không, những người mà sản phẩm này thì sử dụng được với tất cả mọi người. Dạ. Nhưng mà đối với những người mà ho do bị trào ngược dạ dày thì không nên sử dụng. Tại vì có sử dụng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có làm giảm được cái tình trạng ho của mình. Dạ. Gọi là uống như không uống vậy. Bỏ tiền mua thuốc ra mà mua thuốc về xài mà không thấy hiệu quả lại đem ra đổ thừa cho công ty. Đổ thừa mình nữa, công ty mình nữa nữa mà. Và khi mình uống sản phẩm này mình kết hợp với ăn uống và tập thể dục điều độ luôn đúng không chị? Và tránh nằm máy lạnh, tránh uống nước đá nhiều và tránh ăn đồ cay. Đúng và rồi. Những cái đồ không hải sản như chị nói và những cái việc nhà như là đậu bắp hay là mình to đúng không chị? Là cũng một nguyên nhân dẫn đến là mình hay bị ho và ho kéo dài bị dẫn khan tiếng, bị viêm phế quản và bị đờm. Dạ cái này là sản phẩm hỗ trợ cho anh chị ơi. Dạ quá trời rồi nè, mỗi người già cho chúng mình được thả tim giới hoặc là có vấn đề gì cứ cờ mà cho biết mẫn anh Hương ơi, có vấn đề gì cứ cờ mà cho biết nha, em và chị Diệp Sĩ Tư sẽ giải đáp tất cả các câu chuyện nha. 132k là một loại như vậy, ra ma bảo hộ như vậy nha chị ơi. Và chương trình hôm nay là chương trình sale kinh khủng luôn. Dạ anh chị mua một cái mặt bất kỳ được giảm 15% chị ơi. Dạ hôm nay á được nhiều bất chợ lắm chị ơi. Dạ Giang Nguyễn Doãn Nguyễn xin chào nha, quá trời rồi. Buổi trưa hôm nay thứ hai là ngày đầu tuần nên là mấy tay chị? Hôm nay 14 tháng 8. 14 tháng 8 rồi chị ơi. Dạ em đã ghi cho mặt rồi, trước bắt công việc. Dạ chị ơi cứ bấm vào thoải mái đi, ưng ý hay là vấn đề gì thắc mắc về sản phẩm hay là về tình trạng sức khỏe của mình cứ cờ em cho biết nha chị ơi. Dạ em xin giải đáp tất tần tật cho chị luôn nha. Một loại như vậy gồm 30 viên cho em, 30 viên như vậy nè. Đây từ 6 tuổi trở lên là uống được rồi nha, người lớn uống được, anh chị uống hoặc là mua về dành cho con uống cũng được cả. Em nói là cái này hậu Covid uống được không chị? Đúng rồi, hậu Covid là uống được á. Tại vì khi mà các bạn á mà đã khi mà trong quá trình mà dính Covid á, dạ, thì á là cơ thể nó sẽ tống cái lượng mà em biết là virus mà vô cơ thể thì bắt đầu á là cơ thể nó sẽ có một cái cách để mà làm giảm cái tình trạng ho của mình, làm giảm cái tình trạng mà thải độc của nó ra bằng cách là ho cho mình. Thì sau các cơ quan mà sau ơi khi 70% các người có triệu chứng Covid-19 á thì nó lại là ho khan. Thì theo bác sĩ Trương Hữu Khanh đó là hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh á, là sau khi khỏi Covid-19 thì nhiều người gặp phải tình trạng ho kéo dài. Dạ. Tương tự như là những người bị cảm lạnh, cơn ho nó có thể xuất hiện trong mọi hoạt động, ví dụ như khi cười, nói, hít phải luồng không khí lạnh cũng ho và gây ảnh hưởng sinh hoạt, làm thức giấc vào ban đêm. Yeah. Thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm Rana bổ phổi này để mà tăng cường cái hệ hô hấp của mình hơn, cũng như là hỗ trợ phổi nó sẽ làm việc hiệu quả hơn và nó sẽ giảm được cái tình trạng ho của mình nữa. Cho nên là mọi người có thể là mua về để mà hỗ trợ uống cũng như là phòng ngừa, để khi mà mình bị thì tình trạng ho của mình nó giảm ho thiểu hơn và là phổi nó làm việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, không có phải là áp lực quá nhiều. Áp lực công việc, áp lực cơ thể quá nhiều rồi. Dạ trẻ nhỏ từ 6 tuổi là uống 2 lần em chị ơi, uống mỗi lần 1 viên. Dạ nếu uống khó quá thì giải nhuyễn ra cho em nha, ngâm trong nước cho giải nhuyễn cho đút cho nó uống dễ cũng được. Đúng. Ha không sao cả. Em tình trạng bị mất cổ đó. Dạ nay có khuyến mãi gì không sếp? Dạ có khuyến mãi vô cùng luôn. Hôm nay anh chị ha, mua tất cả sản phẩm này bất kỳ, mua 101 hộp là được giảm 15%. Nhưng hôm nay anh đi trước mặt một người đây là được giảm 50% khi mua combo 2 hộp cho anh chị nha. Ngoài ra hóng quá kìa. Dạ anh đi như là nha, có 2 loại chúng em sẽ lên sản phẩm sau nha anh chị ơi. Có dạng là siro chai và ký tuyết cho mọi người nhỏ gọn đem theo bên mình luôn nha chị ơi. Idol gì kìa, quá trời số đầu hoa chào nha. Nói tới đâu ta? Người lớn là uống 3 lần cho em đúng không chị? Uống 2 lần thôi. 2 lần là đủ rồi. Dạ mỗi lần mấy viên? Mỗi lần 1 viên. Và uống sao bữa ăn giùm em đi chị ơi. Quá trời rồi nha. 132k là một loại như vậy nha. Mình ngừa hoặc là mình khi mình bị mình uống cũng được cả, không sao cả nha anh chị ơi. Dạ hôm nay là vấn đề về sức khỏe, về hô hấp cứ cờ em cho em biết. Dạ em sẽ lấy sản phẩm lên và em giới thiệu mọi người đến sao mọi người một cách là sao ta quá trời rồi kìa. Một cách là gần gũi nhất đó cho nó đơn giản nhất chúng ta cùng tiêu dùng nha. Một loại như vậy gồm 30 cho em vì như vậy chị ơi. Và về nhà nha chị ơi, chị cần em nha. Về nhà có một cái tem như vậy nha, kiểm tra hàng
mở ra coi đúng còn không thì nhận hàng, còn không đúng là bạn gỡ ra rồi thì không nhận. Em chị ơi, dạ quá trời rồi, em đang phát trực tiếp trên kênh của Hoàng cho Sài Gòn nên là yên tâm dùm em chị ơi, không phải phát ở shop hoặc là ở nhà thuốc khác nha. Một loại như vậy là 132 ca được giảm 15%, nước mới rồi giảm tinh khủng luôn. Hôm nay rồi từng dạ quá trời chốt đơn nha chị ơi, quá trời mở hàng cho em bữa nay. Thứ hai là cái đầu tuần bé muốn ăn ngoan, là nếu mà có ho quá mà sao ăn vô được chị, ho quá trời ho mà sao ăn vô được. Đúng, ăn rồi nó ra cái cổ họng nhỏ. Và mọi người thấy, chị thấy rằng đó là trong quá trình mình ho mình không có thể nào ăn uống được nổi. Đúng rồi, cũng như thèm là thèm kinh khủng luôn mà ăn không được. Có nhiều khi ho dữ quá là em ăn vô nó sẽ bị trào ra lại nếp nhợn, trào ra nhợn nữa. Em có cảm giác bị như vậy không chị, khi mà chị ho nhiều quá đúng không chị? À có rồi, có rồi. Cái xong rồi chị ho nhiều quá xong bắt đầu là muốn nôn ra rồi không muốn ăn tiếp. Đúng. Ôi là trời nha, từ 6 tuổi là uống được rồi dùm em chị ơi. Dạ anh chị mua để dành đi, hoặc khi nào mình bị mà muốn ngừa đó mình uống cũng được cả, hoặc là mua về. Con mình đang có thể bị phổi yếu đó, à đó em sinh ra là phổi yếu đó chị. Vậy dạ đúng rồi, ghi ra đó cho trời là anh ho hoặc là anh sao bị khan tiếng như chị đang nghe đó, anh bị khan tiếng như vậy ha. Đổ lùng, xin chào đổ lùng nha. 132 ca gồm một lọ 30 viên dùm em chị ơi. Dạ thành phần đây là 100% thảo mộc từ thiên nhiên dùm em. Dạ giờ đông quá rồi kìa. Dạ bữa nay chị ơi, mỗi người một ca nha, khuyến mãi vô cùng luôn nha. Nít mới, nếu mà nít mới ổn giảm kinh cũng thiếu luôn, mua về tặng cha tặng người lớn uống được không chị? Đúng rồi, tại vì người lớn á, thì em cũng biết rồi. Dạ. Vấn đề mà hệ hô hấp của người ta sẽ bắt đầu yếu dần đi. Dạ. Cho nên á, em sẽ thấy rằng á là người ta sẽ ho về đêm rất là nhiều. Ho về đêm. Ừ. Người lớn và con nít ở đây ho về đêm rất là nhiều. Ho về đêm. Khi mà đá giá trở trời mà kiểu như là hệ miễn dịch yếu mà có đã có bị nhiễm lạnh, cảm lạnh nữa. Dạ. Thì cái khả năng á, mà khỏi bệnh nó sẽ thấp hơn so với lại những người mà trưởng thành cũng như là những người mà có hệ miễn dịch tốt. Dạ. Thì mình có thể sử dụng để mà hỗ trợ thêm cho những người lớn tuổi đó. Dạ. Cái này là mình mua về mà anh chị mình uống cũng được ha. Anh chị là bậc trò phụ huynh đó, hoặc là thấy thì con của mình nó bị vấn đề bị phổi yếu hay là bị ho, bị có đờm trong cổ họng á, thì nhanh tay chốt đơn một loại như vậy về nhà cho con mình uống nha chị ơi. Một loại như vậy chỉ có 132 ca thôi và được giảm 15% lận nha, quá trời giảm vô cùng nha. Và phí ship đó tôi có tự tính cho anh chị nha, ở tỉnh 24 ngày, ở Sài Gòn sáng đặt việc có liền nha anh chị ơi, quá trời rồi nha. Có vấn đề gì đường hô hấp hay gì đó, vấn đề gì cứ đang cho em biết, em và chị Diệu Sĩ Thi sẽ giải đáp tất cả các chị luôn nha. Đây một loại như vậy gồm 30 cho em. Dạ chị nói sơ qua thành phần bên trong gồm những gì trong cái loại anh chị? Thì cái thành phần bên trong á thì mình xin giới thiệu lại với các bạn thêm một lần nữa. Dạ. Đó là 150mg cao hỗn hợp thảo mộc tương đương với lại tùy bà điệp, húng chanh, ô mai, mạch môn, cúc tím, gừng, xuyên tâm liên, trần mì, huyết giác, đâm trùng hạ thảo, vitamin C. Đây là một dạ thành phần của nó này. 100% từ thảo mộc thiên nhiên. Đúng rồi. Nên là yên tâm em chị ơi, quá trời rồi nha. Nhanh tay chốt đơn một loại như vậy để dành cho gia đình ha. Đây hỗ trợ sức khỏe cho mọi người về vấn đề hô hấp nha, bị ho, bị đờm, đó như là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho đờm á, nhất là thời tiết thay đổi thất thường. Thứ hai đó là có bụi ô nhiễm đúng không chị? Đúng rồi. Thứ ba là nằm máy lạnh nhiều, dễ quá trời thứ luôn. Thứ mấy rồi? Thứ ba rồi. Thứ ba nằm máy lạnh nhiều. Thứ tư là uống đồ đá nhiều. Đúng rồi. Thứ năm là ăn đồ cay nhiều. Đúng. Thứ sáu là gì nữa chị? Thứ sáu ở đây là con nghe, tại vì mọi người hay ăn đồ tanh nhiều á, cho hải sản đồ nhiều á, mình đang bị ho mà mình ăn những cái đồ tanh á thì cũng như là đồ hải sản nhiều á, nó sẽ gây ra cái tình trạng kích ứng khó thở và nó sinh ra tình trạng ho. Dạ đây là thứ mấy rồi chị? Chờ chị ấy chờ mấy ngày rồi, đây là tiếng truyền trần tiếng trần gì cả. Nay thứ hai là ngày đầu tuần, bé muốn ăn ngoan là bữa nay nhà chị có đứa con là bị ho đó, bị độ phổi yếu đó ha. Chọn một mình em nha, hoặc là chút nữa em lên sản phẩm này nó bị uống cực kỳ luôn, vậy uống vô cùng luôn ha. Đây như vậy nha, tức là ngừa hoặc là bị uống. Đúng rồi. Dạ như vậy ha, trẻ nhỏ từ lớp 1 đã uống được rồi dùm em nha chị ơi, ra mà bộ phổi của công ty Hoàng Gia Sài Gòn. Nên là yên tâm dùm em chị ơi, 132 ca được giảm 15% tất tần tật luôn khi mua lẻ bất kỳ sản phẩm nha. Ngoài ra nha, được giảm 20 ca cho đơn 190 ca, giảm 10% tối đa 50 ca lận cho đơn không đồng luôn nha. Ngoài ra còn rất nhiều nha, follow kênh em đi,
quá trời là phát live trực tiếp trong buổi trưa hàng tuần luôn. Giùm em chị ơi, quá trời rồi nha. Rama bổ phổi nha, hỗ trợ bổ phổi, giảm ho, tình trạng ho kéo dài dẫn đến bị khan tiếng, bị viêm phế quản hay là có lầm nhiều. Dạ nó là một lần nữa nha chị ơi. Đây, bên trong em nói rồi nha, có ho nhiều đó chị, thì mình sẽ gặp vấn đề bị cộm cộm trong cái cổ họng của mình là đờm đó chị, mà khạc ra hoài, mà có hoài là tại sao chị? Sao nguyên nhân đờm ở đâu ra? Thì ở đây là cái hiện tượng ho kèm thêm tiết các dịch nhầy, các nhầy của đường hô hấp, thì ở đây được gọi, được các bác sĩ gọi đó là ho có đờm. Thì trong các thành phần của dịch nhầy này thì nó sẽ gồm có chất nhầy, hồng cầu, bạch cầu mũ và các chất độc tấn công hệ hô hấp của bạn. Thì ho có đờm á, thì hiện tại ở đây rất là phổ biến, bởi vì trong cái tình trạng mà đầu tiên khi mà con người mà có triệu chứng về ho thì nó lại là ho khan, yeah. Ho để mà tống các lượng chất độc ra bên ngoài, nhưng mà tống không hết á, thì bắt đầu á, là nó sẽ tích tụ lại, nó thành những cái dịch mũ, ở đây mình gọi đó là đờm. Và khi mà đờm nó hình thành rồi á, thì bắt đầu cơ thể nó sẽ ho để mà loại bỏ các chất dịch nhầy đó, để ho đờm ra là mình bắt đầu mình phải đi khạc nó ra, yeah, đúng rồi. Để mà loại bỏ hết các chất độc cũng như dịch nhầy mũ, các chất mà tấn công hệ hô hấp của mình. Thì hiện tại cái dòng rama bổ phổi này á, thì nó sẽ hỗ trợ thêm cái tình trạng nếu là tiêu nhầy. Tiêu nhầy, dạ. Bởi vì em cũng biết rồi á, khi mà ho xong thì đâu có thể nào mà khạc ra ngoài được thường xuyên, yeah, được đâu. Cộng thêm ví dụ như em đang làm việc mà cứ ăn rồi 5 phút chạy ra khạc đờm, ăn rồi 5 phút ra cũng mất lịch sự. Đúng rồi, dơ không vệ sinh người ta nữa. Đúng rồi, chỉ cần với lại khi mà trong quá trình mà em đang ngồi ho một phát mà em khạc lên, lên phát là mọi người cũng đã thấy việc bắn mình lên, bắt hồn, bị phá tan không khí làm việc rồi. Đúng rồi, thì cũng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh lắm. Cho nên mình sẽ có thêm cái thành phần để mà giảm đờm, tiết đờm ra, dạ. Giảm đờm đi để khỏi cái công mà mình phải đi khạc nhiều lần, cũng như là gây bất lịch sự và ảnh hưởng đến mọi người khác. Đúng vậy, dạ. Ra năm bộ phổ này có sử dụng để điều trị cảm lạnh ho không? Có luôn. Dạ có luôn phải không? Ừ. Dạ quá trời cho lát yên tâm nha. Cà phê sữa đá kìa, xin chào nha, quá trời đồ thêm, quá trời thêm rồi. Rama bổ phổi, bổ phổi thì gồm 30 viên thuốc anh chị ơi. Dạ hôm nay là chương trình chúng ta là chủ đề làm hô hấp tuần hoàn Sài Gòn nha, hỗ trợ sức khỏe cho mọi người, ok chưa? Đây có vấn đề gì cứ comment cho em biết nha, mua về anh chị uống hoặc là con mình uống cũng được cả nha. Nếu mà con mình uống khó quá thì giả nhuyễn cho em, giả nhuyễn ra cho cái ly đó rồi pha thêm miếng chị. Đúng rồi. Có đắng không chị? Không đắng lắm đâu. Không đắng lắm đâu, quá trời đắng rồi sao? Nhưng mà quá trời không đắng, đắng giải độc đúng không chị? Quá trời rồi chị Vi, chị Vi nha. 132k gồm 30 cho em nha, uống ngừa hoặc là uống khi nào bị uống giùm em chị ơi. Quá trời rồi, 132k chốt đơn liền tay đầu tuần mở hàng cho em bữa nay. Rama bổ phổi nha, em đã ghi sản phẩm trong cái hàng, anh chị cứ xem thoải mái đi, hoặc là thích cái mã nào ha, quan tâm cái mã nào cứ gọi cho biết số đó rồi em lấy cho coi nha. Quá trời rồi, linh linh nè, linh linh nha. Đây nguyên nhân đến là tình trạng bị ho, bị viêm phổi. Nguyên nhân đúng rồi. Đúng rồi, thì nguyên nhân ở đây á thì mình cũng theo chị biết á là ở đây là do hệ miễn dịch của mình yếu, thì bắt đầu á là các virus nó sẽ xâm nhập vào cơ thể và nó thấy mà hệ miễn dịch của mình đang yếu thì nó sẽ bắt đầu tấn công mình. Tấn công mình. Đúng rồi. Thì nó cái tình trạng tấn công ở đây thì bắt đầu là cơ thể nó sẽ phải tìm mọi cách để mà phòng ngừa cũng như là bảo vệ lại cơ thể, thì ở đây nó sẽ bằng cách là ho để mà giảm thiểu cái tình trạng thải ra các chất độc cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì do mình sử dụng nằm máy lạnh quá nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái lại cái quá trình đó là viêm nhiễm đường hô hấp. Ngoài ra thì mình còn thêm các kiểu như là đi ra ngoài đường khói bụi ô nhiễm nhiều thì nó cũng là một cái nguyên nhân để mà gây ra tình trạng ho. Và ở đây là khi mà cảm sốt sổ mũi rồi á thì hệ miễn dịch của mình yếu thì bắt đầu nó cũng gây ra tình trạng ho. Dạ, bây giờ những giải pháp mình để tránh khỏi những cái nguyên nhân bị ho là thế nào chị? Thì các giải pháp mà mình đang bị ho thì mình có thể sử dụng được tại nhà. Ở đây có nghĩa là mình
nên tắm nước ấm. Nước ấm. Ừ. Ngoài ra thì mình không nên ngủ với lạnh quá nhiều. Dạ. Cũng như là không có nằm máy quạt mà chỉ dựng đứng vào người. Nếu như mình nằm máy quạt, muốn nằm máy quạt á, thì dạ, mình có thể xoay qua một bên, đừng có để cho máy quạt chỉ trực tiếp vô mình. Dạ. Nó sẽ không tốt. Nếu như mà các bạn mình đang có bị ho thì mình hạn chế ăn, ở đây là đang ăn đồ hải sản, đồ mùi tanh nhiều. Tại vì khi mà uống ăn đồ hải sản, đồ tanh nhiều á, thì nó sẽ gây, cơ thể nó sẽ gây ra cái tình trạng kích ứng và nó làm cho cơ thể khó thở nữa, và nó sẽ gây ra tình trạng nó là ho để mà ho. Giải nó đấy ra. Yeah. Ngoài ra thì ăn đồ cay nóng cũng là một nguyên để mà mình giảm cái tình trạng đó, hạn chế ăn lại. Yeah. Và đi ra ngoài đường như em thấy rồi đó, thì bữa nay ô nhiễm môi trường nhiều thì bắt buộc mình cũng nên đeo khẩu trang để mà bảo vệ cơ thể. Yeah. Khi trước đối với mà người lớn cũng như con nít á, thì khi mà mình có những bị viêm họng cũng như ho rồi á, thì mình nên ở đây là quấn khăn vào cổ cũng như á, là mình bôi dầu ở dưới lòng bàn trong chân để cơ thể của mình ấm hơn và giảm tình trạng ho. Quấn theo cổ nó giữ ấm cổ họng mình. Đúng rồi. Đúng tránh tránh tình trạng bị lạnh quá là ho đúng không chị? Đúng rồi. Dạ quá trời rồi bữa nay ha, 132 ca là một lượng như vậy anh chị ơi. Gồm 30 viên nha anh chị, uống cũng được, hoặc là mua về cho bố mẹ nữa được, uống cũng được cả. Có tình trạng gì bị viêm phổi đó, ho có dài, có đờm trong cổ họng, bị khan tiếng gì đó, uống về cho em đi nha. Hoặc là con chị bị uống cũng được luôn, từ 6 tuổi trở lên là uống được rồi dùm em chị ơi. Và 100% thảo mộc thiên nhiên dùm em chị ơi. Dạ, cứ lẽ anh chị mua lẻ một sản phẩm đây nè, được giảm 15% bất kỳ sản phẩm anh chị ơi. 100% nha. Giờ chị nói thêm một lần nữa, thành phẩm bên trong là đặc biệt cái nào nó quý nhất trong cái này? Thì ở đây á, đặc biệt thì nó sẽ có một cái vài thành phần mà chuyên về ho luôn. Ví dụ như là trong cái thành phần này thì nó có sự kết hợp giữa tỳ bà diệp, húng chanh, ô mai, mạch môn, cúc tím, gừng, xuyên tâm liên. Thì nó cái thành phần như này á, nó là một cái thành chuyên về luôn để hỗ trợ giảm ho, bổ phổi cũng như là tăng cường hệ miễn dịch và giảm đau kháng viêm cho mình hơn. Dạ. Đây chị ơi, đây mà khi mình uống cái này ra mình kết hợp những cái biện pháp nào để có hiệu quả tối đa khi sử dụng của mình? Thì mình có thể sử dụng thêm các nếu như mà mình bị ho rồi mà mình cần thêm sử dụng thêm các loại thuốc khác á, thì mình có thể là sử dụng thêm các dòng thuốc mà của bác sĩ y tế cho, cũng như là ra tiệm thuốc tây mà mình đang có dấu hiệu bị ho rồi á, mình mua thuốc ho về mình uống và mình uống thêm cái này để hỗ trợ cái tình trạng giảm ho cho mình. Dạ đấy anh chị ơi, 30 viên nha, cái này có thể uống được rồi, hoặc là có thể bị mà anh chị bị uống cũng được cả. Hôm nay anh chị mua được giảm 15% lận nha, và được chia sẻ tốt luôn, nó tốt một tuần trước anh chị nha. Điện thoại di động đi em vào đi vào nha, quá trời. Đây một lần phải là 132 ca, gồm 30 viên giùm em nha chị ơi. Mỗi ngày uống mấy lần chị? Có trẻ nhỏ, đối với con nít thì cho bé một ngày sử dụng một lần thôi, một lần. Còn người lớn thì Nếu như người lớn thì mình sử dụng hai lần, mỗi lần một viên. Hai lần mỗi lần một viên cho em chị ơi. Dạ, mình bị uống hoặc là mình uống ngừa cũng được. Đúng rồi. Dạ, điểm em chị ơi, đây 100% từ thảo mộc thiên nhiên nên là yên tâm dùm em chị ơi. Ở Sài Gòn thì sáng nào có thể di du 1-2 ngày nhận hàng được rồi nha. Về nha, mở ra coi đúng cái nhãn hiệu em đang đặt trên tay, hoặc là đúng cái tem niêm phong còn niêm mạch như vậy nè, là nhận hàng cho em chị ơi. Dạ, ngoài ra thì đừng nhận dùm em chị ơi, quá trời rồi, như em miêu tả thì sau đó quá trời rồi. Đây đang có được tiếp trên Hoàng ở Sài Gòn nên là yên tâm, không phải ở nhà tuốt nhé. Dùm lên em chị ơi, hoàn toàn xin chào nha. Đây ra ma bộ phổi, hỗ trợ tiêu đờm, giảm ho, khan cho vô tình trạng thân kéo dài. Dạ, đây yeah. Đây thôi nha, cây tỳ bà diệp là công dụng gì chị? Tỳ bà diệp đây là húng chanh, ô mai nè, quá trời từ thiên nhiên không. 132 ca là một bộ như vậy nha, anh chị mua về uống, hoặc là con chị bị ho đó, hỏi yếu thì uống giùm em cũng được cả nha chị ơi. Thì đối với cái thành phần tỳ bà diệp á, thì nó sẽ là thanh phế hòa vị và giáng khí hòa đờm cũng như là ho xỉn, do nhiệt trị tức ngực, hen, đau dạ dày, nôn ói, đau rát cổ họng. Dạ. Còn em thấy có cái gì đó, cái gì màu đỏ, cái đỏ 132 ca như vậy nha. À, đông trùng hạ thảo.
À, con đang quên hoài luôn đó. À, đối với cái thành phần đông trùng hạ thảo á, thì ở đây á, nó sẽ làm tăng cường hệ miễn dịch cho dạ. cơ thể, à, nó sẽ làm cho tăng sức đề kháng cho cơ thể hơn, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân độc hại hơn. Dạ, quá trời một con bỏ vô nó nghiền trong viên thuốc hay sao? Nghiền viên thuốc hay sao? Hay là bỏ nguyên con trong mình uống? À, cái này với cái hàm lượng là đông trùng hạ thảo 40mg thì nó sẽ thể nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể mình giảm ho cũng như là viêm phế quản tốt hơn. Dạ, đây chị em, một viên như vậy nè, là một viên một lọ như vậy nè nha, một lọ gồm 30 chị em, 132k chỉ một lọ thôi, và được giảm 15% lận nha chị ơi. Chốt đơn bán hàng chị em bữa nay, thứ hai mà mình săn xe bữa nay nha chị ơi, giá ngập tràn, vô đãi ngập tràn nha, vô trời rất nhiều nha, giảm 20k cho đơn chị Huyền ơi, giảm 20k cho đơn 199k, giảm 1% tối đa 50k cho đơn 0 đồng luôn nha. Ngoài ra nha, giảm 10k cho 15k cho đơn 99k dành cho khách hàng mới bên em chị ơi. Mới mới nghi là mới nghi nha, bữa nay nha, vô cùng bữa nay chủ đề hôm nay làm cho hô hấp cùng Hoàng Giang Sài Gòn giùm em chị ơi. Đây, Tỳ Bà Diệp húng chanh là những sản phẩm em nghe rất là quen luôn. Đúng rồi, tại vì á là khi mà em thấy nếu như mà theo dân gian xưa á, thì người ta vẫn sử dụng húng chanh dạ. giả ra rồi á là đem hòa chung với lại tắc với gừng á thì có thể mà giảm tình trạng ho. Dạ. Nhưng mà đôi khi em cũng biết rồi á, nếu như mà là con nít đi hoặc là người lớn mình làm như vậy nó sẽ đâu phải là mình uống có một lần là xong đâu, mà mình phải ngậm và phải uống liên tục thường xuyên, nó sẽ tốn thời gian cũng như là đôi khi làm văn phòng mà chẳng lẽ sắp theo cái hũ để lên thì cũng đâu có được. Cũng kỳ. Cho nên mình có thể mình sử dụng một cái sản phẩm kết hợp ra mang bổ phổi như vậy. Dạ. Ở đây là 6 trong 1 luôn, tại vì rất là 6 trong 1. Rất là nhiều thành phần dạ. mà hỗ trợ cho bảo vệ đường hô hấp của mình. Cho nên mình không phải tốn thời gian để làm và cũng như là nó sẽ gọi là mình không có dễ quên á. Dạ. Mình vừa tốn thời gian mà làm cực nữa, chưa chắc dạ. hiệu quả. Em thấy có nhiều người bị ho kéo dài liên tục có 1-2 ngày thôi mà muốn dứt điểm tuyệt đối luôn mà đi chích kháng sinh, chị có ảnh hưởng gì không? Có đấy em, tại vì đối với cái trường hợp mà ho mà bắt đầu mới cái tình trạng ho thì mình nên giảm triệu chứng đi và sử dụng thêm kết hợp một số cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe yeah. và tăng cường hệ miễn dịch của mình lên thì có thể là mình ngưng ho rồi yeah. Nhưng mà nếu như mà đi chích như vậy á, chừng mai mốt mà mình ho mà có những chích hoài vậy tình trạng kéo dài như thế nào chị? Thì đầu tiên là mình sử dụng chích nhiều như vậy á thì cơ thể chích là phải đau rồi, nó mệt nữa. Đúng rồi. Nhất là một. Thì thứ hai nữa là nó sẽ gây ra cái tình trạng kháng thuốc. Mà lỡ sau này mình có bị bệnh virus nó sẽ nặng hơn, kiểu như biến chủng của virus á, hình thành những virus mới á, thì cơ thể cũng như là không có một loại kháng sinh nào á mà có thể là hỗ trợ mình được. Thì coi như đến lúc đó là rất là đó, đã bị lờn thuốc rồi và dạ, không còn cái gì để mà chữa nữa. Dạ, dạ chỉ có vô là sao là hưởng số phận vậy thôi nha chị ơi. 132k một là như vậy anh Tuấn ơi, 132k anh chị mua về hoặc là anh chị do thì cho con mình uống cũng được, cả khi nào bị phổi yếu đó, bị viêm phế quản hay là bị ho nhiều có đờm á, là anh chị sử dụng mình em nha chị ơi, ra đau phổi của Hoàng Giang Sài Gòn nên là yên tâm nha chị ơi, hoặc là mua về tặng bố mẹ cũng được cả, không sao cả, không phải được giảm 15% lợn. Úc ơi, lúc qua Úc đang làm gì đó? Úc Doremo xin chào nha, đây 132k là gồm 30 viên, từ bao nhiêu tuổi uống được gì? 6 tuổi trở lên là có thể sử dụng được rồi. Dạ, có vấn đề bị ho, bị viêm phế quản hay là bị phổi yếu đó, đau rát họng do tình trạng ho kéo dài liên tục đó chị ơi. Dạ, hay là bị gì đó bị đường đờm nhiệt viêm cổ họng là chọn các em dùm em chị ơi, cho về bên em bữa nay và tiêu đờm của chị. Đúng rồi, cái sản phẩm Rana bổ phổi thì có thể giảm cái tình trạng ho có đờm. Dạ, ho có đờm cho chị luôn chị ơi. 132k dùm em chị ơi. Nếu không nha, dạ em đẩy mã là chị Thu Thủy ơi, em đẩy mã lên rồi đó chị ơi, liền ta nghe chốt ra bữa nay quá trời rồi đúng không ạ? 132k là một loại như vậy, Rana bổ phổi cho em chị ơi. Ngoài ra nha còn rất nhiều cái sản phẩm khác như hàng em đang viên á, anh chị ưng ý cái mã nào hay là vấn đề gì sẽ để cho mọi người cứ comment cho em biết ha, em giải đáp cho mọi người hết luôn á nha. Hoàng Sài Gòn không phải thác ở nhà thuốc nên là yên tâm em nha, với bao nhiêu năm kinh nghiệm chị? Hiện tại thì công ty Hoàng Giang Sài Gòn đã thành lập được từ năm 2008 và đến nay đã có được 15 năm. 15 năm luôn.
có phân thuốc phân phối thuốc đủ nữa trong cả nước không? À, thì hiện tại thì cái sản phẩm này á, cũng như là Hoàng Gia Sài Gòn á, phân phối ở tất cả các vùng miền trên cả nước luôn. Dạ quá trời, nên là yên tâm nha anh chị ơi. Dạ có vấn đề gì cứ cần em biết, hoặc là giới hạn em đã viêm rồi, mọi người cứ dạo một vòng đi, ưng ý cái mã nào, hoặc là sau đó vấn đề sức khỏe mọi người cứ cần cho em biết rồi em sẽ đáp hết cho mọi người chị ơi. Dạ đã vào rồi thì cứ cần cho em biết nha chị ơi. Tương tác bữa nay thứ hai là đầu tuần, dạ một chuyện trưa chứ chị ơi. Như vậy một như vậy được 30 viên cho anh chị nha. Nếu không nên nếu không có một loại, nhiều khi chị người ta nghe tới viên nén như vậy nè, người ta sợ thuốc, người ta sợ, người ta không dám uống, người ta bị uống người bị mắc kẹn rồi nó bị trào nó đắng người ta. Dạ rồi đó có một sản phẩm trước các bạn người luôn, cái anh nó dễ uống hơn nhiều, đó là cái gì vậy chị? À thì đó, cái này là dòng sản phẩm siro ho của bên mình. Dạ rồi, bây giờ nha em sẽ lên sản phẩm này cho mọi người nha. Một loại cũng là tương tự na ná như cái này là công dụng y chang không? Công dụng của anh Bi là cái gì vậy chị? À thì cái công dụng của siro ho anh Bi này á, nó sẽ hỗ trợ giảm biểu hiện tăng tiết đờm, ho nhiều, đau rát họng, hạn chế cho ho kéo dài. Dạ có, hôm nay có về dạ vô chờ gì vậy mà em giá 100k không shop? Dạ không phải 100k mà tới 140k lận, 4 vô chờ lận chị ơi, và 4 vô chờ 80k nhiều, vô cùng nhiều nha. Bữa nay chấm đồng bữa nay rồi nha. Rồi em đã ghi sản phẩm lên rồi chị ơi, siro bổ phế giảm ho cho bé. Đây anh đi như vậy nha, một cái hộp như vậy nè là gồm 30 gói cho em nha, một cái như vậy nè, tiện lợi hơn cái loại là gì đúng không chị? Đúng rồi. Dạ thằng vào bên trong nó là cái gì chị? À, thì cái siro ho thì mình sẽ đọc qua thành phần sơ lược của nó. Thì ở đây nó sẽ có mật ong, bạch tỷ, hẹ, tí tô, gần ô mai, trần bì, cắt cắn, cắt can ngải cứu, la hán quả, chiết xuất cốt tím, và ở đây có thành phần là thymomodulin. Dạ bây giờ cái này làm nó cũng là giúp ho, giảm ho, bổ phế cho trẻ em đúng không chị? À đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ giảm biểu hiện tăng tiết đờm cũng như là ho nhiều, đau rát họng và khản tiếng do ho kéo dài. Dạ cái này là trẻ em, người lớn và đặc biệt phụ nữ mang thai uống được luôn. À đúng rồi. Dạ uống được luôn chị ơi. Quá trời là một cái như vậy gồm 30 ml cho em nha chị ơi. À, bao nhiêu ta? 5 ml chứ? 5 ml nha. Một hộp như vậy là gồm 30 gói như vậy, vô cùng chỗ gọn nha. Một ngày uống bao nhiêu lần chị? À, một ngày thì ở đây là có con nít và người lớn nữa. Thì đối với con nít á, là trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên á, thì mình đang tham khảo ý kiến của bác sĩ để mà sử dụng. Dạ. Thì ở đây có xem thử là các bé có bị dị ứng cũng như là cũng như là kích dị ứng với lại các thành phần nào của sản phẩm hay không. Ngoài ra là trẻ từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi thì sử dụng uống 5 ml trên lần, và ngày 1 đến 2 lần. Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi thì mình sử dụng là uống 10 ml trên lần, ngày 1 đến 2 lần. Và trẻ trên 6 tuổi và người lớn thì uống 10 ml trên lần và mỗi ngày sử dụng 2 đến 3 lần. Dạ này uống sau bữa ăn chứ bữa ăn chị, hay là bị là uống? Uống sau bữa ăn 30 phút. Uống sau ăn 30 phút cho em chị ơi. Dạ, nhưng mà dược sĩ đại học giao các bạn chị hay sao chị Hoa kìa. Nói trời đây mọi người ơi, đẩy cho em lên đủ 15 mắt đi. Em tung vô chờ 80 cây cho chị nha, hai mã ưu đãi nha, lụm này cho em nha. 16 mắt rồi, 15 mắt mới nói một cái quá trời hàng trần ơi. Để ngay, thứ hai chốt bên này là đứa nay nha chị ơi. Đây, ăn đi rồi. Quen quen thuộc chị ơi, quen thuộc con vô cùng, quá trời nhà thuốc là thấy hoài luôn á, là cái này nè. Ăn như vậy nha, một cái như vậy nè, dạ đẩy 15 mắt cho em nha, giữ im 15 mắt cho em nha, voucher nào, dạ hai voucher 80k cho em chị ơi, 15 mắt rồi anh ơi, chuẩn bị nha, đợi nha, đang cài mã đó, là lên mã một cái là hốt liền cho em nha, anh cái đường, nó giảm vô cùng giảm nha chị ơi, đây, ở hôm nay cái đồ chị ơi, combo hai hộp như vậy nè, được giảm 50% lận, ôi là trời, tức là mua một tặng một con chị, ôi là trời, giá nha, nếu mà có về hai dạng chị, dạng có lề nè, mà đi tiện lợi, đi làm bỏ vô cái ba lô mình cũng được. Hoặc là con nít em khi mà buổi sáng đó, thì mình có thể là cho con ăn xong mà đôi khi á, giờ hoặc không kịp á, thì đâu có thể nào chuẩn bị sẵn ra một ly múc cho nó được, thì mình có thể mang theo dạng gói như vậy để cho các bé sử dụng dễ uống hơn. Và cũng như là ví dụ như buổi trưa cơ thể nào mà mình chạy lên nữa, mình còn cho nó uống nữa thì kỳ, mình có thể cầm cái gói này nhờ cô hỗ trợ buổi trưa cho bé uống sử dụng được. Bà có mẫu quá trường hả chị? Đúng rồi. Rồi bà không uống, con không uống bà uống làm sao?
bác ho bác uống đúng không, cũng được đúng đó tao, cái này lớn cũng được mà. Đây chị ơi, liền tay nha, đang cài mã 80k lên một cái là lụm liền em chị ơi, á được cái đơn giảm vô cùng giảm nhanh nhanh. Hôm nay combo hai hộp là dặn gói nha, quên nó bị lạc vấn đề hoài luôn, dặn gói như vậy nha là 115k gồm 30 gói như vậy nha, trong đây cho em. Còn đó, còn ở nhà đó cũng được cả, đây đây dặn chai nó cũng là bao nhiêu mil, 100 mil cho em nha, giá chỉ có 95k thôi. Dùm em chị ơi, Nguyễn Gia Kiệt Bochaka gần xin chào chị nha. Đây nó còn cái dán tem liên quan đến gì chị ơi, em mở ra nha, đang cài mã giữ yên cho em 15 mắt như vậy chị ơi, chuẩn bị nha, em đang ghi mã trong cửa hàng rồi đó, lên mã một cái đúng một phút nữa lên mã nha chị ơi, 12:25 là đúng một cái bon là lụm gì cho em nha chị ơi, mua về cho con mình uống. Hoặc là đây từ chị nói là 6 tuổi uống được rồi đúng không chị? Đúng rồi, 6 tháng tuổi. Dạ. Thì có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà đối với trẻ 6 tháng tuổi thì mình nên hỏi ý kiến của bác sĩ xem dạ. Là có thể uống được không? Tại vì đôi khi đó con bé chưa hệ dạ dày của nó còn yếu thì nó dạ. Có thể bị dị ứng với những một số thành phần của thuốc, cho nên mình nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi vậy sử dụng. Dạ, trong đây uống có bị đắng không chị? Em sợ đắng là thì trong này nó có một cái thành phần đó là thành phần mật ong à. Nên nó là các bé sử dụng nó rất là dễ chịu, ở đây là có vị ngọt dịu nhẹ dạ. Và có thể sử dụng được đó, trời mật ong chị ơi, uống là ngọt ngọt vô cùng chứ không có đắng như là thuốc thứ kia. Dạ chuẩn bị nha, rồi đó học má trường tốt nghiệp rồi buồn dễ sợ buồn như kia đây rồi em tôi quá trời mọi người hai cậu giảm này chị ơi, giảm này chị em liền tay nha, dạng chai á là 95k còn dạng gói á là 115k chị em nha, hai cái bộ hóng kìa, lên rồi hóng gì nữa lên rồi kìa chị ơi, hốt liền hốt liền bữa nay quá trời rồi nha. Combo bộ hai hộp là chỉ có đó, chỉ có một dặn gói này là 115k. Dạ lên mã rồi kìa, đã mua rồi, đã mua, chúc mừng nha, chúc mừng nha quá trời rồi. Là còn đi một đơn rồi, là còn một cái vô trời 80k nữa, hốt liền cho em bữa nay chấn động rồi đúng không ạ? Đây quá trời, dạng 20 gói 30 gói đó được hốt dùm em đúng không ạ? Khi mua nha, đây quăng mã rồi nha, mua về cho mình cũng được. Và cái nít uống được không chị? Em bé cái này nếu như đa phần đối với người lớn á thì người ta kiểu như là ngọt quá thì dạ. Người ta không thích, tại vì người ta đã trải qua được những cái vị đắng cay ngọt bùi rồi. Trời ơi quá trời đắng cay ngọt bùi, cuộc đời đã trải qua bao nhiêu gian khó. Đúng rồi, thì không cần nhất thiết là phải sử dụng đồ ngọt như thế dạ. Này thì có thể sử dụng ra ma bổ phổi, nhưng con nít thì khác, tại vì một lần cho bé uống thì nó đã khó khăn rồi, mà ở đây nó dạng ngọt nữa thì nó dạ. sẽ dễ uống hơn cho các bé con nít. Và cũng như tại vì mấy bé nít thì em cũng biết rồi dạ. Càng nhỏ thì lại uống ngọt, thích ngọt chứ đâu có thích đắng đâu, bị đắng dạ. Là chê rồi. Như ăn đồ mà ăn ngọt thì người thích, chứ còn kêu mà ăn đồ đắng thì không, đứa nào cũng chê hết trơn. Dạ, người gọi là từng giọt đắng phía xuống hết con đường đúng không em, thay lá hay qua đúng không chị? Đây dạng hai chai nha, ủa lộn, dạng chai là 95k cho em, 95k cho em, và dạng gói là 115k đến là tiếc đúng không chị? Quá chê rồi đây nha, dạng gói uống được không? Em uống được luôn. Được luôn ha. Đây em có cái vấn đề tình trạng mà bị ho kéo dài đó, cái này công dụng là gì đó là còn nữa chị? Thì cái công dụng ở đây nó sẽ hỗ trợ giảm biểu hiện đau tiết đờm, ho nhiều cũng như là đau rát họng khản tiếng do ho kéo dài. Dạ đây em gọi là em uống thử cho mọi người coi luôn nha chị ơi. Liền tay quá trời rồi, sẽ có tết đúng không? Thế hai bên luôn hay sao? Thế hai bên cho nó dễ uống. Cho dễ uống đây. Ok. Uống sao để ăn hả chị? Sau bữa ăn mà em hiện tại em đang ho thì em có thể uống được luôn. Ủa thôi mật ong chị ơi. Đúng rồi, tại vì cái thành phần trong này á, là mật ong nó chiếm tới tận 5.000mg. 5.000 bao nhiêu chị? 5.000mg thôi. Khoan đi, uống một gói rồi có được uống một gói nữa không? Sao mà ghiền cái gì trời, dính cái gì? Dính liền đi nha chị ơi. Nó ngọt vô cùng, nó đang nghi ra những cái thực phẩm khác mà đường nó trời ơi đẹp trời, như trà sữa luôn á. Như trà sữa luôn á. Thơm như trà sữa. Thơm thiệt. Đúng rồi, thì các bé mà ví dụ bữa nay chị thấy đa phần á, mấy đứa nít nó lại thích uống trà sữa. Dạ. Mình có thể sử dụng cái này dụ nó uống. Ôi là trời ơi, dính cái gì? Nhỏ nhỏ uống một tiếng là được hả chị? Bao nhiêu một ngày, bao nhiêu lần? Thì ở đây là trẻ em á,
mà từ 6 tháng đến 2 tuổi thì mình sử dụng uống 5 ml trên lần, Dạ. và ngày một sử dụng một đến hai lần. 5 ml ở đây là tương đương với lại một gói rồi. Dạ. Còn đối với trẻ mà từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì uống 10 ml trên lần và một ngày mình sử dụng là một hai lần. Thì ở đây 5 ml thì mình năm này một gói 5 ml thì các Dạ. bé sử dụng ở đây là hai gói trên một lần đối với Hai một trẻ lần. từ 2 đến 6 tuổi. Dạ. Còn là trẻ từ 6 tuổi và người lớn thì mình sử dụng 10 ml trên lần mà mình uống 3 lần, thì ở đây là 10 ml là cũng hai gói nhưng mà mình sẽ chia ra làm 3 lần để sử dụng. Dạ. Mà như người lớn của em là uống bao nhiêu gói là đủ chị? Người lớn như em là một ngày uống phải 6 gói. Một ngày 6 gói chia ra ba ba cử. Đúng rồi. Đúng rồi. Là mỗi lần là em sẽ uống hai gói. Dạ, mỗi lần uống 2 gói cho em nha chị ơi. Dạ, cái này là giúp tình trạng sao ta giảm ho. Tại nhiều khi em livestream nhiều quá cái về tối bị rác họng mới cứ bước dập chuẩn dòng nghề đó chị, về sao mà tắt tiếng luôn chị, ba bốn ngày luôn, em tìm đủ một cách luôn, uống nước ấm ha, rồi giữ ấm cổ họng nè, không dám mở quạt luôn, và uống những cái bạc hà này kia, tợ biết ngày sớm em đặt rồi đúng không, mà đây như vậy nha, anh đi cho người lớn hoặc là cho em uống được hết cho em nha chị ơi. À, khi mình bị rát cổ họng do ho không chị, có giờ các có tiêu đờm không? Có luôn Có em, luôn hả? hỗ trợ giảm tiêu đờm. Dạ. Đây có hai dạng đó chị ơi, anh bây giờ có hai dạng, đó là dạng gối như vậy và dạng chai như vậy nha chị ơi. Dạng gối là 115k và dạng chai như vậy là có 95k thôi, và hôm nay chị mua cái bộ hai hộp là được giảm 50%, tức là anh chị mua một cái một hộp như vậy là được tặng thêm một hộp nữa, thôi là trời vô cùng hấp dẫn em nha. Bữa nay chốt đơn bán hàng cho em bữa nay nha chị ơi, quá trời rồi à. Đây anh đi hàng mọi người đã nghe qua rồi, mật ong, con ong đứng đầu điền biết có mật ong đó đúng không? Quá wow. Rồi rồi, một hộp giấy như vậy nè là gồm 30 ống cho em nha, 30 ống nha, một tiếp là gồm 5 ml cho em nha chị ơi. Đây như vậy nha, uống uống dính kinh khủng, dính luôn em. Uống dính luôn chị ơi, như vậy nha, mà nó tiếp nó có 5 ml à, phải chứ nó có cút đi uống ở cái đã của họng À, tại vì chia ra như vậy cho dễ sử dụng đối với từng lứa tuổi em. Tại à. vì trẻ từ 2 đến 6 tuổi thôi là mình đã sử dụng chỉ có 5 ml thôi, À. và một ngày mình chia ra làm hai lần. Nhưng mà trẻ từ 6 đến 12 tuổi đến đến tầng người lớn thì mình Dạ. lại sử dụng là 10 ml. Dạ. 10 ml ở đây là thì mình phải uống hai gói. Hai gói đúng rồi. Đúng không? Thì chia ra như vậy là ở đây là cái hàm lượng nhỏ nhất để cho các bé mà nhỏ tuổi vẫn có thể sử dụng được. Dạ, cái còn cái chai này là uống bao nhiêu ml chị? Cái chai này thì 100 ml thì mình cứ đâm ra bình thường. Ở đây là đâm ra mình đâm cũng dễ mà, ví Bằng dụ nắp như không hả chị hay sao? không, cái này nó sẽ có Cái phễu sao? cái nắp nữa của nó nữa. Dạ liền ta cho một một cái đây là uống bao nhiêu ml là đủ? Uống là ở đây là đối với trẻ mà từ 6 tháng đến 2 tuổi thì uống 5 ml trên lần và mình chia ra là hai lần, uống một ngày uống hai lần. Dạ, cái này uống ngọt vô cùng ngọt vì có cái mật ong nhiều lắm chị ơi, uống là không hề bị đắng, cái nhỏ nha, nhưng không khóc đâu, không chịu cho đây rồi khóc là vấn đề, mình quýnh nhỏ tôi khóc này đó. Đây vào hỏi vài gần 30 gói cho em nha, buông muối nha, có tờ buông muối rồi, 30 gói cho em chị ơi. Khi nào mình bị mình uống hay sao chị, uống rồi Cái mình uống này đi. đối với làm này sản phẩm siro ho ăn đi thì mình nên sử dụng là khi nào bị hay uống. Bị uống cho em nha chị ơi. Dạ, cỡ người lớn như mình nó là uống 2 gói nha, uống sau bữa ăn, uống trước ăn. Uống hai gói thì mình uống sau bữa ăn và mình Dạ. uống 3 lần. Thành phần bên trong là gì chị, nói sơ rồi chị cho quý vị biết nha. Anh Trần xin chào nha. Thì đầu tiên đó là thành phần đầu tiên mình muốn giới thiệu đối với mọi người đó là mật ong. Thì mật ong nó có tính chất ở đây là kháng khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa và giảm đau, giảm ho và tác dụng đó là dịu cổ họng. Ngoài ra thì mật ong nó vào trong này nó cũng sẽ làm giảm cái tình trạng vị đắng của những cái thành phần khác, mà nó sẽ tăng thêm cái vị ngọt cho các bé. Đối với lại những bé mà không thích uống đắng thì mình cái sản thì có thể sử dụng, tại vì này là nó ngọt Dạ. chứ không phải là đắng. Ngoài ra thì mình có cái thành phần thứ hai đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì được sử dụng chủ yếu để mà điều trị các bệnh về đường hô hấp, và ví dụ như là ho, hen suyễn và là các bệnh về viêm phế quản. Ngoài ra thì có các bạch chỉ có tác dụng kháng viêm, giúp giảm đau và làm giảm tắc nghẽn đường hô hấp.
đối với cái thành phần thứ ba đó là hẹ. Hẹ thì nó sẽ là một cái chất chống oxy hóa rất là cao và giúp giảm biến chứng dị ứng. Ở đây đó là cho thấy trong hẹ nó sẽ có một cái hợp chất là organ sulfur, thì có đặc tính ở đây là kháng khuẩn và kháng nấm, thì nó sẽ điều trị để là cảm lạnh, sốt và ho cũng như là cảm cúm. Dạ anh chị ơi, voi trời đất nhìn chị ơi, đẩy cho em lên hai mươi mắt đi, em tung nữa. Hồi nãy tung hai cái đơn đi, đưa một đơn rồi kìa, quá trời này, đã đến hai mươi mắt cho em nha chị ơi. Buổi trưa hôm nay thứ hai rồi xăng xe bữa nay mua về cho con mình uống, hoặc là anh chị uống cũng được cả. Cái này người lớn cũng được chị, người cỡ trung niên lớn tuổi á, thì người trung niên lớn tuổi vẫn sử dụng được luôn, nhưng mà tại vì cái hàm lượng mật ong á thì dạ, nó 5000 mg, dạ, cho nên nó là các bác mà nếu như mà đang bị tiểu đường à, nên nó là xem xét và xem xét như đó là ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Dạ, và đặc biệt nha, khi kết hợp uống cái này xong mình cần những biện pháp nào để mà có hiệu quả tối đa chị? Chống nắng gì không? Thì đối cũng như là drama bộ phổi lúc nãy chị dạ, có nói những cái biện pháp phòng ngừa, thì bên này siro ho anh bi thì mình cũng có thể sử dụng để ngừa như vậy luôn. Dạ. Đầu tiên là đối với các bé thì mình nên cho mình tắm các bé cũng như là tắm sớm hơn một xíu, đừng có tắm dạ, quá trễ, và đừng có cho các bé gặp nước, tại vì em thấy rồi, bé mà vô trong nhà tắm thì chị có muốn là chơi dạ, nước là chính thôi, nhưng mà những cái làm như vậy thì nó sẽ làm cho hệ miễn dịch của bé nó yếu đi, cũng như dạ, nó là dễ bị cảm lạnh hơn, dạ, vì đó là em cũng biết rồi, mình tắm mà mình lớn mà tắm lâu cũng còn bệnh, không chỉ đúng rồi nữa, đúng rồi, thì dễ rất là dễ bị cảm lạnh nhiều hơn, tại vì cho hệ miễn dịch của bé nó dạ, yếu chứ không phải là khỏe mạnh giống như là người trưởng thành. Dạ. Ngoài ra thì tắm xong rồi á thì mình nên bôi dầu dưới lòng chân của bé để dạ, cho nó ấm hơn. Ví dụ như nằm máy lạnh á thì cho bé nó nằm trong một góc thôi để nó cảm nhận được cái sự mát mát lạnh lạnh thôi, chứ đừng có chĩa thẳng cái phần quạt lạnh vô dạ, vào trong người nó thì nó sẽ lạnh lạnh nhiều hơn. Dạ. Ngoài ra thì các bé mà đã bị ho rồi á thì mình nên bóng cổ cho bé vào để mà giảm cái quán cổ là sao chị nhớ quá ghê, quán cổ sao giữ ấm chứ không giữ ấm à, giữ ấm cổ á thì quán cổ ghê quá trời luôn anh em. Mà mọi người là em nói là thích giờ như là bằng chân nữa, so không nhất là bằng lòng tay, tại vì sao các trong cái lòng bằng chân của mình á thì nó sẽ mau mạch, nó sẽ chuyển xuống dưới có cái miệng dưới không dạ, yeah, thì mình bôi dưới đó thì nó sẽ giữ ấm từ lòng bằng chân lên tới cơ thể của mình dạ, tốt hơn, giảm một cách tốt và hiệu quả nha chị ơi. Và khi uống cái này xong á là kết hợp với các cái gì Thi đã nói rồi đó nha chị ơi, bé ai cần cũng cần nha. Một như vậy nè, gồm một hộp như vậy là gồm 30 gói nha nha chị ơi, gói như vậy nè uống cực kỳ dễ luôn nha, ngọt lắm, uống là dính liền nha chị ơi, liền tay nha. Đã cho em lên hai mắt đi là em tung một trò nữa, hôm nay có trò rất là nhiều nha chị ơi nha, tung nhiều vô cùng nhiều luôn nha, mua về cũng thích uống, người lớn uống cũng được cả nha chị ơi. Đây một hộp như vậy gồm 30 gói cho em bên trong nha, mà một gói 50 ml, 30 nhân 5 bằng nhiêu chị? 150 đây. Quá trời đúng rồi, 150 ml là tổng đó, cái chuyện đất này đây nha, quá trời rồi nha. Ngoài ra nha, ngoài ra cái nó nhỏ hơn xíu nữa, thu nhỏ lại xíu cho nó không có thích nhà. Nhiều người thích mật chế uống là dạng chai như vậy nè, cũng là anh đi luôn. Và mà bên đây có 100 ml thôi, giá nha, em đọc giá chị ơi, liền tay đẩy 20 mắt cho em đi chị ơi, tung bánh chành luôn, còn gì chơi nữa nha, bữa nay quá trời rồi. Gói dạng gói như vậy nè là 115 k, ok chưa? Và tin chị mua hai hộp, tức là combo hai hộp được giảm 50% lận, tức là mua 1 tặng 1, ôi là trời nhiều lắm nha, và được free shipper luôn nha. Ôi mua rồi đây chị ơi, có vấn đề gì cái cổ họng mình bị đau rát hay bị ho nhiều lắm, bị vấn đề nhiều nha, đây anh đẩy mã rồi kìa chị ơi, trước mắt anh chị luôn đây. Mà khi dạng chai như nè là 100 ml nha chị ơi, là có 95 k thôi, là được cái 95 k thôi chị ơi, quá trời nha, nhưng trời nhưng nha, có một hai hộp quá trời rẻ luôn chị ơi, có 85 k thì cứ rất chị coi kìa, mà không biết cái mọi người đang xem bao nhiêu, quá trời rồi, giảm kinh cũng giảm luôn nha. Mật ong á chị, mật ong hả, cái loại mật ong phải không?
Đúng rồi em. Đúng rồi, như vậy nha, chị Hoàng Mai Hồ Bình Hương cho quá trời vào đây. Chị đọc sơ qua thành phần bên trong là cái gì vậy chị? Đó ai cũng cho Hoàng được kìa. À, thì đối với các thành phần này thì mình sẽ có là mật ong, bạch chỉ, hẹ tía tô, gừng ô mai, trần bì cắt căn, ngải cứu là hán quả, chiết xuất cúc tiến và thymomodulin. Dạ. Yeah. Thì như lúc nãy chị cũng đã kể qua về cái thành phần trong cái tía tô trong cái anh bi này, thì mình chị xin nói tiếp về cái thành phần tía tô. Thì tía tô theo y học cổ truyền thì nó là có một cái vị cay và tính ấm. Thì khi mà mình sử dụng tía tô thì nó sẽ có tác dụng ở đây là giảm co thắt cơ trơn của phế quản và trị cảm sốt, cũng như là giảm ho, giảm ức chế virus phát triển. Thì theo các nghiên cứu cho thấy lá tía tô có khả năng kháng virus tiềm năng chống lại SARS-CoV COVID-19. Oh. Thì theo các bé thì mình đâu có thể nào mà mình cho sử dụng được những cái kiểu như là cái phần cao cấp hơn, thì mình có thể sử dụng đó là ăn siro ho ăn bi cho bé, cũng như là để giảm ví dụ như tiến triển nặng của virus COVID-19. Dạ, đây là dạng siro chị ơi, uống cực kỳ dễ lắm, siro là ngọt rồi. Vì sao nó ngọt vậy chị? Tại vì nó có thành phần mật ong trong đó. Ong nhiều lắm, chị em thấy 5.000 mấy luôn phải không? Thì nó ngọt, em dễ sử dụng đúng không? Đúng rồi, em uống bị dính đó chị ơi, uống một gói không đã. Em uống 5 gói thì đã như vậy nha chị ơi. À trời ơi, dạng gói lên chị ơi, là 115k, chị mua 2 hộp được tặng cái voucher 50k, uống 50%. Tức là anh chị mua một hộp đó là tặng kèm thêm một hộp. Quá trời, anh Thanh Tùng xin chào anh nha. Bữa nay chấn động người ta nha chị ơi. Chủ đề hôm nay là, chị nhắc lại là cái gì? Thì chủ đề của hôm nay đó là hỗ trợ hô hấp. Hô hấp mạnh khỏe cùng với Hoàng Kim Sài Gòn. Dạ, ai vấn đề bị hô hấp ha, bị ho, bị cái phổi yếu, là bị viêm phế quản á, tình trạng đau rát của họng, ho có đờm gì đó, là vào nói cho em giải đáp tất tần tật ha. Đây là hỗ trợ cho mọi người nha chị ơi. Đây, một hộp như vậy nè, một hộp như vậy là 30 khối, là một khối 5ml nha, mà trẻ em từ 6 tuổi là uống được rồi, mà nên là tham khảo với bác sĩ trước ha. Đúng rồi. Dạ dùm em chị ơi, dạ cũng là phụ nó mình thẳng được luôn. Thì được. Dạ. Dạ đúng rồi em. Có thể sử dụng được. Dạ, báo hữu măng cục, xin chào báo hữu măng cục, xin chào nha. Đây đây đây. Mật ong là 5.000 giống như chị ngăn gương mà gần hả, sao quá trời. 5.000mg. Dạ. Đây, nó là ngọt vô cùng em chị ơi, ngọt lắm, uống rồi uống một gói này nè, nó dính dữ lắm luôn nha. Quá trời là đây, nó dạng thu nhỏ hơn xíu, là giảm 50ml đó, là chỉ có 100ml thôi. Hộp như vậy nè là 150, còn cái loại này là có 100 thôi, nên là giá rẻ hơn nha. Cái hộp như vậy là 115k, mua 2 được giảm 5%, tức là anh chị mua 1 thằng 1 nha chị ơi. Còn cái loại này nha là 95k nha, dạng chai uống 30ml chị cũng dạng 50 luôn hay sao? Đúng rồi, cũng như cái phần dạng gói đó là trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi thì mình sử dụng 5ml trên lần, và một ngày mình sử dụng 2 lần. Còn đối với mà trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì mình sử dụng là 10ml trên lần, và một ngày mình sử dụng cũng 2 lần luôn. Và còn trẻ mà trên 6 tuổi và người lớn thì mình sử dụng 10ml trên lần, nhưng mà một ngày mình sử dụng 3 lần. Và tất cả đều là uống sau khi ăn. Uống sau khi ăn hết cho em và uống trước ăn được không? Mình uống bác sĩ nó làm đó đi ha, uống xong ăn là tốt, người đỡ tối đa đúng không? Đúng à rồi. Giá trời quá trời là bữa nay đẩy đi lên 15 mắt đi chị ơi, 15 mắt em không có trời nhiều vô cùng nhiều nha chị ơi. Bữa nay thứ hai nè, buổi trưa mọi người nghỉ trưa đúng không, vào sang xe mua về cho con mình uống, hoặc là anh chị uống cũng được, cả Nguyễn Kiều nhé. Quá trời Nguyễn Kiều ơi, đây một hồi và gần ba mươi của em 105k thôi. Có nói anh chị Kiều không, mua con bộ hai hộp cho chị hoặc là cho con chị uống năm, để giảm đi khi nào có vấn đề bị ho, bị giảm đờm nhiều của họng đó, nít đó, nhiều khi nó ọc sữa ra chị thấy đờm dính như sữa. Đúng rồi, đúng rồi. Là cũng nít như vậy là 6 tuổi là uống được lầu giùm em chị ơi. Dạ chị Mai ơi, chị Mai vấn đề gì về hô hấp không ạ? Hay là chị đang ho không, có bị ho không? Giờ em gửi ra nha. 115k là dạng gói như mày, 30 gói luôn nha. 30 gói lận nha, mua về tặng cho thằng mẹ hoặc là anh chị, hoặc là uống cũng được cả, hoặc là con anh chị bị vấn đề bị ho, bị đau rát cổ họng hay là bị đờm trong cổ họng đó, uống hết cho em nha, của Hoàng Gia Sài Gòn, nên là yên tâm được em nha. Đây dạng chai nữa, có dạng chai nữa, đây làm dạng chai 100ml, 100ml 95k nha. Còn dạng gói 30 gói lận, 30 gói là một ngày nó người lớn cỡ mình uống bao nhiêu gói?
một người lớn của mình á thì 6 gói. 6 gói chia là 3 lần. 3 cử. Đúng rồi. Dạ uống thêm bữa ăn, cũng như là hàng hai gói kiếm tiền, sinh nhật kiếm tiền chị ơi. Bữa nay trời ơi giảm vô cùng nhiều tiền ơi dạ. Đẩy em 15 mắt đi chuẩn bị nghe 3 người thôi là em không bao giờ nhiều lắm. Tức là chị mua đơn có mấy chục ca nha, bữa nay quá trời rồi. Thực phẩm cho ta hỗ trợ cho tất cả cho mọi người về hô hấp ha, ho nhiều, bị đờm nhiều nha, ba mắt nữa thôi để quá trời. Trần Khánh, trời Trần Khánh nha, đây 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 à, cái này á nguyên nhân đâu khi nít á nhiều khi cũng có đờm chị à, thì ho có đờm ở đây á là do cơ thể khi mà bắt đầu á, thì khi mà cơ thể mình suy yếu thì các virus nó sẽ xâm nhập vào cơ thể, thì bắt đầu nó sẽ có tình trạng ho xâm nhập vào cơ thể, thì bắt đầu là cơ thể nó sẽ bằng cách bảo vệ cơ thể thì nó sẽ bắn sẽ ho để mà thải ra các chất độc tố độc hại cho cơ thể. Xong khi đó khi mà thải ra một thời gian mà cũng không hết thì bắt đầu là cơ thể nó sẽ trong cơ thể nó sẽ còn những cái chất nhầy cũng như là mủ thì và các độc tố khác, thì bắt đầu nó sẽ hình thành nên đờm, thì cơ thể lại tiếp tục ho để mà tống đờm ra, cũng như là mình sẽ có những cái cảm giác như là muốn phải đi khạc đờm. Ho lên lúc nào nó cũng sẽ có đờm đúng ở trong miệng như vậy. Thì bắt đầu cơ thể nó sẽ khạc ra đờm để mà loại bỏ các chất độc hại có trong cơ thể đó. Dạ. Thì mình không có thể nào mà sử dụng để lúc nào mình cũng phải thể nào mình đi khạc đờm được. Cũng như con nít thì nó đâu có biết thế nào là đi khạc đờm đâu, mình cũng đâu có chỉ nó được. Thì mình bằng cách này cũng có sản phẩm siro ho Anbi, nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng đó là tăng tiết đờm ho nhiều hơn. Và nó sẽ giảm đi đau rát họng và khoảng tiếng giờ ho kéo dài cũng sẽ giảm luôn. Dạ 15 mắt nha chị ơi, là em tôi bao giờ nhiều lắm nha, 20 giờ còn lại là 80 ca. Anh chị áp dụng đơn hàng nó giảm vô cùng, giảm cho anh chị bữa nay nha. Mua là uống rồi nha, uống ngọt. Uống ngọt có không mà uống dính cực kỳ luôn, quá trời là đúng không mà. Đây đây đây, người bị ho kéo dài hay là bị con nít đó, rồi 15 mắt anh ơi, 15 mắt đầy điểm giữ em 15 mắt, đừng có tụ xuống đây giữ em 15 mắt như chị hoài cho em bữa nay trung pha nha. Đây anh bên nhà follow cho em chưa? Dạ anh chị ơi, bữa nay follow cho em nha, em mọi ngày phát live liên tục trên kênh của em đó chị ơi. Đặng Vân, xin chào Đặng Vân nha. Và buổi trưa hàng ngày mọi người có thể vào coi sản phẩm nào ta ổn mình á, ưng ý mình ha, hoặc là giải đáp những yêu cầu mình đang cần thì chốt đơn bữa nay thì em đây chị ơi. Thứ hai là ngày đầu tuần, chị muốn đi đâu, chị không muốn đi đâu thì gọi lên chia cùng em bữa nay á. Rồi rồi không quên rồi, mô phẩm như vậy là gồm 30 gói cho em. Dạ 30 gói nha, chốt đơn bữa nay. Ôi là trời, anh chị mua combo 2 hộp là được giảm 50% lận giùm em chị ơi. Ôi là trời, là hồi bài này có 115k thôi, anh chị có cái mã anh chị quăng cái đơn, ôi là nó giảm kinh khủng khiếp luôn, cái đích ra xem giảm vô cùng luôn nha. Dạ em đã ghim đầu sản phẩm rồi đó anh chị ơi, mời lấy hàng chị, anh chị cứ coi thoải mái đi, ưng ý nha, thì chúng chị cứ chốt đơn với em, ủng hộ em bữa nay. Vũ Trình nè, xin chào Bảo Ngọc nè, xin chào nha. Đây có hai dạng, dạng gói như nào mà tiện lợi, còn dạng chai là để nhà cũng được cả nha, mà dạng chai 100ml cho em là người lớn uống được luôn không chị? À, đúng rồi, người lớn vẫn có thể sử dụng được luôn. Thì người lớn mình cứ phân ra là 10ml mình chắc ra cái hũ á, tại vì trong cái này nó sẽ có cái hũ nữa nè. À. Có hũ nó sẽ chia ra số lượng ml là 10ml, 15ml, 5ml, 20ml. Dạ. Để có gì á là khi mà các bạn cũng như là con nít á mình chia ra cho đúng liều lượng hơn, không có mà bị uống dư thừa ml nhiều. Dạ đây nha chị ơi, dạ giữ cho em 15 tháng mình chị ơi, em cứ mua tờ 2 cộng 2 bao giờ còn lại nha, 80k là giảm vô cùng giảm nha anh chị ơi. Mua về nha, không có tăng như vậy là còn chắc chắn là hoàn thì nhận hàng cho em bữa nay nó rồi đó nha. Cúc Khang chào, xin chào. Đây như thế này đúng không? Đúng rồi, cái nắp này đúng không? Đúng rồi, nó chia ml sẵn chị không kìa? Đúng rồi, nó sẽ chia ra là 5ml, 10ml, 15ml luôn. Dạ đó. Rồi như vậy này các bạn này có thể là dễ dàng sử dụng cũng như là chia mà không có kiểu như là uống quá liều, tại vì mình uống quá liều nó cũng sẽ không có tốt đâu, mình cứ đúng theo cái liều mà quy định là được. Nó tác dụng kiểu như đó thôi, uống nhiều uống ít thì cũng vậy thôi đúng không, nhiều uống nhiều thì lãng phí của mình. À, không, tại vì nếu như mà với trẻ em á, mình uống quá liều quá thì nó sẽ dễ gây sốc, tình trạng sốc phản vệ nữa.
cứ theo cái liều lượng của bác sĩ Nguyên cho là được. Dạ chị Thi nói xong là ngành em chị ơi uống 5 ly thôi là uống là bình trái chị em Thi nghe với em đó. À, rồi một con như vậy nè là 100 ml cho em đông lên nha, mua về cho mình uống. Mình là tình trạng bị đi giao tiếp nói nhiều lắm trong công việc, cái nghề nói đó chị cũng dạng vậy ha, là mình bị đa cổ họng nhiều nha. Hồi đó em đâu biết đâu, em dùng dụng cổ mà nên là bị rác cổ họng. À, bây giờ em biết rồi, em được dùng bụng nên là nó đổi xíu chị ơi. À, dạ quá trời rồi, đúng chính mình dùng bụng không chị như vậy. Không hề biết cách nói là sao mà nói dùng bụng dạ như vậy á, là cho là không bị gia chạm giữa hai cái thanh quản của mình là không bị ma sát nhiều mà ít bị rác hơn. À vậy là như vậy, ăn bi cho em nha. Bữa nay hư chồng bữa nay chị ơi quá trời, 95 qua là một loại như vậy 100 ml, uống nhiều vô cùng cho em chị ơi. Nếu không nha, anh chị muốn nhỏ gọn, muốn tiện lợi hơn giá hai bên mình, và mỗi ngày như là cái cử đó là chị nói là một ngày uống 6 gói. Ừ, em theo sao có cho em để bên mình đi ha, để mình trong trong bóp cũng là rất là dễ nè. Đúng rồi, mình ăn xong sau 30 phút thì mình uống cho em 2 gói là đối với người lớn chị ơi. Người lớn như em như chị Thi á là uống giùm em chị ơi, đây uống 2 gói cho em, một gói là 5 ml, một năm 5 ml cho em, hai năm bao nhiêu chị? À, hai gói là 10 ml. À, 2 năm là 10 giùm em, 2 gói mình cho em là người lớn cho em luôn chị ơi. Em uống một gói rồi nó dính cực kỳ, dính luôn em, người lớn mình dính rồi ơi là trời, mà có đứt nhau cực kỳ, uống nó không có bị đắng đâu và không hề bị và bị sao ta bị bay mùi thuốc. Nó có cái ở trong là nó thơm như mùi gì đó. À, dạ, tại vì do có một cái thành phần nữa, nó là cái modulin em. À, thì cái thành phần này nó sẽ nhằm tăng sức đề kháng cho mình hơn. Dạ, và tăng sức đề kháng và tăng hệ miễn dịch cho bé hơn. Dạ, uống nó dính cực kỳ, dính uống rồi cà sữa nữa. Chị Phương Trần follow em nè. Dạ chị chốt là bên nào ủng hộ nhạc thì cứ thoải mái chị ơi, mua về chị uống hoặc là con chị uống hoặc là mua về cho cha mình uống cũng được đó chị. Vậy như là nói như thế rồi anh nhắc lại nữa nha, đó chờ rồi nha. Bữa nay thì có vấn đề gì cứ chờ mà cho biết thoải mái chị ơi, thêm cửa hàng rồi ưng ý nha chị ơi. Hôm nay nói rồi nha chị ơi, mua thêm một 2 hộp là chị được giảm 50% lận. Ôi là trời, tức là chị mua một hộp mà tặng chị một hộp nữa nè. Ôi là trời nha, ngoài ra chứ chị thích không thích dạng gói này nè, chị mua cho em cái dạng hũ như này cũng được cả, nhưng em thích đó. Nếu mà em mua nha, em mua dạng gói này nó tiện lợi hơn. Ừ, đúng rồi. Dạ tiện lợi hơn vô cùng cho em nha. Bữa nay quán quá trời rồi và được hỗ trợ ship nha, TikTok từ tính phí chuyên chuyện nha chị ơi. Ở Sài Gòn thì sáng đặt luôn di chuyển 1-2 ngày hẹp rồi, còn ở tỉnh Hà thì 24 ngày nhận hàng cho em nha chị ơi. Cổ Hoàng ra Sài Gòn chị ơi, nên là yên tâm được em chị ơi, không phải phát thực ở nhà thuốc và những cái shop khác, nên là yên tâm về chất lượng và giá cả cho em nha. Em xếp lại nha, một hộp như vậy dạng gối nha là 115k lợn rừng, già quá trời lợn rừng như vậy nha, quá trời. Còn dạng chai là 195k nha, giảm vô cùng giảm. Nếu chị nước mới á, cái nước mới giảm nữa nó rồi ở nha, quá trời ngạc nhiên ơi. Con chị uống nha, từ 6 tháng tuổi uống được không chị? À, 6 tháng tuổi là mình có thể sử dụng được rồi, nhưng tham khảo ý kiến bác sĩ trước. Đúng rồi, đúng. Dạ vậy nên nha, nó rồi nhiều, nó phải đâu phải người lớn đâu, hiếu tâm nè, hiếu tâm quá trời rồi, hiếu tâm rồi. Còn cần có vấn đề gì không follow một cái nha. Đây nhiều khi con nít đó nó còn nhỏ, đâu có biết là hạt đờm như mình. Đúng rồi, nó không biết, nó uống rồi nó cứ lại là nó trà ra hoài, cứ vậy hoài ở trong phòng nó hoài luôn. Đúng, mình người lớn thì mình biết khạc ra, nhưng cái này nó giúp tiêu đờm đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ tiêu đờm cho anh chị luôn nha, tiêu đờm cho con của anh chị luôn nha. Đây nhiều khi nằm không cũng tiêu đờm đúng không? À, quá trời như vậy nha. À, nhân trời vẫn mới đi nha. Đây 30 gói cho em là một gói gồm 50 cho em, người lớn uống 2 gói là đủ em nha. Mỗi cử 3 thử, mỗi ngày uống 3 thử, uống sau bữa ăn. Con nít đúng là bao nhiêu gói là đủ chị? Thì trẻ em á, mà từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi thì mình sử dụng á, uống 5 ml trên lần là tương đương với 1 gói. Dạ, một ngày thì mình sử dụng 2 gói như vậy. Còn đối với lại mà trẻ từ 6 tháng tuổi từ 2 tuổi đến 6 tuổi á, thì mình sử dụng á, là uống 10 ml trên lần. Dạ, mỗi ngày mình sử dụng 2 lần. Ở đây 10 ml là tương đương với lại 2 gói. Còn đối với mà trẻ từ 6 tuổi cho đến á, là người lớn thì mình sử dụng á, là uống một ngày 3 lần, và ở đây là uống 10 ml là tương đương với lại 3 gói. Dạ, 2 gói quá trời. Đây đi nha, một gói là nằm có 5 ml thôi, 5 ml thôi chị ơi nha. Chị ơi cái này là em hỏi một lần nữa nha chị ơi, cái này nó dễ uống rồi, nhưng mà anh chị nói nhiều khi nó đặc sệt quá, chị muốn pha thêm nước cho con uống được không chị?
cũng được luôn, cũng được luôn, không có không giảm tác dụng gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ cũng như vậy nha, đặc biệt là uống dính thì uống được tới người ta đừng có hà nước ra nó loãng cũng không có ngon như vậy á. Đây như vậy hai này một lọ là 100 mg ăn đi giúp tiêu đờm giảm ho cho trẻ nhỏ, người lớn uống một chị em nha, trương trần nha, đây trẻ nhỏ anh đi nha, hoặc là dạng gói như vậy, gói thì nó nhỉnh hơn xíu là 150 ml nha, ta có 100 thôi, là 110 dạ liền tay ơi quá trời rồi, ai thấy thấy rồi đó, ai chết bây giờ nó biết nha, em chị Thuy hát chúc mừng đúng không, đúng không? Đúng không? Hát quá trời, hát kinh láng luôn, hát kinh láng mình một hội bài gồm 31 em nha anh chị ơi, bữa nay Tuyền Thanh này hoặc là chị trong cái nghề nói đó, nó nôm na không có nghề nói á, Hiền Quảng Ngãi và nha Quảng Nghĩa đó, như vậy nha, là cho em nha, khi mình ăn xong mình uống cho em hai gói là đó có người lớn nha, còn con nít uống một gói là đủ rồi nha. Từ có vấn đề gì bị ho gì không dùng cái gì đối với đối tượng sử dụng là ai chị? Đối tượng sử dụng ở đây là các bạn có cái dấu hiệu như là bị ho cũng như là viêm phế quản và các tình trạng, nếu như mà gặp các tình trạng như là bị ho khan, ho có đờm cũng như là ho do cảm lạnh và ho do thay đổi thời tiết cũng như là ho do viêm họng, viêm phế quản. Và những cái người mà bị đau rách họng và thẳng tiếng do ho kéo dài và người hay mắc các bệnh lý về đường hô hấp trên do sức đề kháng kém thì mình có thể sử dụng được rồi. Dạ, đẩy cho em đúng 15 mắt mà giữ nguyên cho em từ 30 vậy thôi, em tung vô trời ha, 80 g 2 vô trời thôi nha, là tung cho em bữa nay lương xung chính nha, giữ cho em 15 mắt rồi em tung vô trời rồi lụm liền nha, lụm qua cái đơn nó giảm vô cùng nha. Hôm nay anh chị mua cái bộ hai hộp, cái bộ hai hộp mà được giảm 5%, tức là anh chị mua một hộp bữa em tặng thêm một hộp nữa, ôi là trời đúng không mà. Đúng. Đây còn dạng chai nha, có hai dạng đó rồi nha, dạng gói và dạng chai. Chai là 100 ml thôi nha, còn dạng có là 150 lận giùm em chị ơi. Đây có mật ong nhập nguyên, nhập nguyên cái mật ong như vậy nha, 5 ngàn lận hả chị? 95 ngàn. Không, mật ong á, mật ong là 5 ngàn mg. Dạ giùm em chị ơi, như thành nè. Dạ quá trời rồi, đây mua về anh chị uống cũng được hoặc là con anh chị uống cũng được cả rồi nha, chừng hai mắt thôi. Dạ chị Thi Lê, chị Lê nha, chừng hai mắt thôi, ba mắt thôi, em tôi mua chờ 80 k hai cái thôi là lụm liền nha, là đơn quá trời giảm vô cùng nha em nha. Ngoài ra nha chị ơi, quá trời em thấy nha, nhiều khi đó người ta không thích uống dạng dạng viên, uống dạng nước gì nè, dạng có gì nè, mà thích ngậm có dạng kẹo không chị? Có luôn em, tại vì đôi khi á, kẹo á, thì nó sẽ mình sử dụng nó thường xuyên hơn, tại vì mình ngậm nó liên tục được hơn, chứ không có cái gì đó là phải á, là chỉ có uống siro này thôi, mình có thể sử dụng thêm kẹo ngậm nữa để mà giảm cái tình trạng ho của mình. Kẹo ngậm nó có công dụng như y chang đúng không? Thì cái kẹo ngậm nó sẽ giúp bổ phế, hạn chế ho nhiều, cũng như là giảm tăng tiết đờm, giảm đau rách họng do ho kéo dài. Thì em thấy rồi đó, khi mà nhiều người á mà khi mà cái này có không, cái này đúng không, trời là trời có luôn, trời nó có đó luôn. Anh đi ba dạng luôn chị ơi, dạng gói, dạng chai và dạng kẹo ngậm luôn, trời ơi vậy. Thì đối với người mà khi mà bị nhiễm khuẩn do viêm đường hô hấp á, thì khi đi ra ngoài các tiệm thuốc tây và mua thuốc về để giảm các triệu chứng ho thì mọi thì các nhà các dược sĩ ở trong ngoài nhà thuốc thì vẫn cứ bán thêm cái phần đó là kẹo ngậm nữa để mà mình sử dụng cho dễ. Dạ một hộp 8 vỉ giùm em chị ơi, 8 vỉ là 8 viên chị ơi, 8 x 8 bao nhiêu chị? 64 viên. Quá trời 64 viên, là mình muốn ngậm lúc bất cứ lúc nào thì mình ngậm. Đúng rồi. Dạ điều ta nha, đây chị bỏ cho em ra này, một vỉ này mà là ngậm 8 cho em chị ơi, ngậm đi hoặc là có vấn đề gì đó nha, không có uống á, không có cái thời gian để uống á, thì mình ngậm cũng được cả, ngậm mà đừng nhai cũng được luôn không? Đúng rồi. rồi rồi. Đây em khui ra cũng được. Được luôn hả? Được luôn. Em chị người ngậm cục được không? Ngậm nhưng mà không khó nói chuyện. Quên, mình đang làm nghề livestream và mình nó ngậm vô rồi ai nghe mình đúng không? Đây. Có bị đắng không vậy ơi? Không, nó ngọt em. Nó ngọt như là mật ong như cái dạng uống đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó sẽ có ba cái mùi bạc hà nữa, nó thơm thơm, nhẹ nữa. Dạ bên trong là gì chị? Bên trong này là trong mỗi viên thì nó sẽ có chứa là các cánh xạ can, canh thảo, bách bộ, gừng và tha tử. Dạ. Thì do có cái
cái thành phần gừng ở trong này nè, cho nên cái vị của nó sẽ khi mà em ngậm á, nó sẽ bay cái mùi của gừng. Dạ, bay mùi của gừng luôn, quá trời rồi đấy, em muốn ăn quá trời rồi, quá trời. Em có thể ăn cũng được. Nói gì chuyện, nói đi, nói kệ đi. À, xuống ăn nha mọi người, nó ngon rồi nha, nó ngọt lắm, nó không có đắng đâu. Như nó thuốc là khi bị đắng nó bị tăng, bị tăng một thuốc kia rồi, khó ăn giùm em chị ơi. VOK nè, xin chào nha, đây ăn đi này, quá trời tiện lợi chị ơi, có ba dạng luôn, dạng gói, dạng chai mà dạng kẹo ngậm luôn. Ôi là trời, mà công dụng chính của nó y chang thôi. Là cái gì vậy chị? Công dụng chính của kẹo ngậm Ambi á, thì nó sẽ giúp giảm bổ phế, cũng như là hỗ trợ giảm hạn chế do ho nhiều, giảm tăng tiết đờm, giảm đeo rách họng do ho kéo dài. Dạ. Thì em cũng biết rồi, tại vì trong cái quá trình đó mà mình ho nhiều quá thì mình có thể ngậm để mà giảm tình trạng ho của mình lại, không có ho nhiều. Dạ. Và nó sẽ giảm được cái phần đờm của mình hơn và hạn chế phần đeo rách họng, tại vì trong này nó có gừng. Và nó sẽ bay cái mùi thơm thơm nhẹ nhẹ của cam thảo nữa. Cam thảo nữa, đúng rồi, quá trời rồi. Đây. Dạng gối nha anh chị ơi, dạng gối là 30 gối cho em, là 115k cho em chị ơi. Nhưng mà dạng chai, dạng chai nó ít hơn 50ml, là chỉ có 95k thôi. Mà hôm nay anh chị nha, Phùng Phương, Phùng Phong, á trời rồi, để gối đi đọc tên như thế nào đây. Xin chào nha, đây em cứ đâu quên rồi. À, là anh chị mua cái bộ máy họp. Nè, anh đẩy mã rồi kìa, em đẩy mã lên rồi kìa, liền tan gì ơi, quá trời rồi. Quá trời rồi, cái quan hợp giảm vô cùng ở y chang luôn, 85k. Y chang hai đứa ăn nhà luôn, tôm mì nè, tôm mì, mì thơm, uống tôm mì ra chứ. Quá trời rồi đây. Xin chào anh chị ơi, tích cái mã nào cứ nghe đi nha. Giảm cho chị 50% luôn. Ghê chưa, nó động chưa? Đây anh chị comment thoải mái đi, comment cũng gì cũng được, cho chọn hỏi thì thi gì cũng được, ra chị trả lời cho nghe. Đây ha, đây 115k, anh chị mua có bộ hai hộp đã được giảm 5%, tức là anh chị mua một hộp, bên em gửi kèm thêm một hộp cho anh chị nha. Chị ơi, mua một bằng một, và nếu chị có mất dạng gói này nè, gói như nè, anh chị mua dạng chai cho em cũng được cả. Đây như vậy nè, nó tặng thêm một cái ca đông cho anh chị, để mà mình cho chính xác cái lượng ml cho mình uống á. Dạ liền ta nha, đại với em đúng 15 mắt, em tôi mua chờ còn lại nha, xuống mai rồi, nửa tiếng xuống mai rồi nha. Em tôi mua chờ còn lại 20 ca rồi, 15 mắt là kìa, giữ im cho em, giữ im cho em, đừng có đi đâu trên trời nha. Rồi nha, 2 cái vô chờ cuối cùng 80 ca, quăng ra lệnh cho em, quăng ra lệnh cho em, quăng cái đơn. Anh chị mua, anh chị uống cũng được cả, hoặc là con thì uống cũng được cả, vì sao, 6 tuổi uống được rồi, 6 tuổi uống được rồi. 6 tháng tuổi là sử dụng được rồi. Dạ, được em nhăn nít uống được rồi, tôi biết tôi an toàn cỡ nào rồi, đúng không em? Dạ, ngậm, nít ngậm được không? À, thì con nít cũng ngậm được, nhưng mà phải từ 6 đến 10 tuổi nha. Lại ví dụ như mà 6 đến 10 tuổi thì có thể sử dụng được, hoặc thật nhỏ hơn cũng có thể sử dụng được. Yeah. Nhưng mà nó là dạng viên, cho nên khi mà ba mẹ cho bé ngậm thì nhớ kiểm tra nha, để có gì kiểu như nó không biết đó, nó nuốt vô luôn á, mà nó dễ mắc cổ á, tại vì cái cổ họng của con nít nó rất là nhỏ. Yeah. Cho nên là khi mà cho bé ngậm thì phụ huynh nên giám sát kèm theo, để không tránh tình trạng ở đây là hóc các dị vật á. Dạ. Tránh tình trạng mà bị mắc cổ. Thôi tốt nhất thì cho nó ăn, nhẹ nhỏ ăn mình ăn được rồi đi ha. Người lớn ăn được rồi, em nữa ăn nha. Kẹo giùm em. Ủa, kẹo ngậm, kẹo ho nè, đây nha. Mà công dụng chính á ha. Tuyết vui nè, bữa nay anh Bi là mọi người chắc đã nghe quen hết trơn rồi, đúng không ạ? Đây, bị ho dần xuất mua là có cái này liền cho em. Ha, quá trời vô dạng chai cho em. Hốt dạng chai này nè, 95k thôi. 95k thôi mà dạng hộp này là lên những 50ml nha, là 115k. Mua cái bộ hai hộp được giảm 5%. Trời ơi là trời, mi hoàng nha. Ngoài ra nha, anh chị mua lẻ sản phẩm, mua lẻ một sản phẩm thôi là được giảm, được giảm có 15% thôi. Mà anh đi này dạng gói này nha, hai được giảm 5% nha. Đẩy cho em 15 mắt, đúng 15 mắt cho em tung cái tờ còn lại cho anh chị hốt nha chị ơi. Trăng ngọc hồ nè, đây đây như vậy nha. Nó rồi chị ơi, mình uống xong mình có kết hợp với những cái biện pháp nào mình tránh khỏi, mình tốt nhất cổ họng mình không? Thì đối với lại cái tình trạng ho á, thì mình còn phải ngừa thêm những cái cách, ở đây là những cái cách mà có thể mọi người có thể sử dụng được luôn. Đó là đối với con nít á, thì nó hay uống nước đá và đúng ăn rồi, những cái đồ dầu mỡ nhiều, thì nó sẽ làm cho tình trạng là ho nó sẽ kéo dài thường xuyên hơn. Thì các phụ huynh cũng như là ba mẹ thì có thể là ở đây là hạn chế cho con mình uống nước đá,
mà uống nước ấm thì nó sẽ dễ tiêu hơn, cũng như là mình không cho nó uống nước đá nữa và ăn đồ. Yeah. Tại vì con nít em cũng biết rồi, khi mà nó ho, cái cổ họng nó nhỏ mà mình cho nó ăn nhiều cái đồ ăn mà nó kiểu như là cơm đồ thì nó sẽ khó nuốt. Nhưng mà như vậy nếu thì quý phụ huynh khi mà bị ho thì cho con em mình ăn đồ loãng thêm một xíu, có thể là nấu cháo cho con bé con của mình ăn. Ngoài ra thì mình hạn chế cho nó ăn đồ cay, cũng như là đừng có nghĩ rằng cho ăn đồ bổ nhiều nó sẽ tốt. Mình cho bé đừng có cho như ví dụ như là mình nấu cháo đồ ăn hải sản chẳng hạn đi, thì những cái tình trạng đó thì nó cũng sẽ làm cho tình trạng gây kích ứng và cơ thể nó sẽ ho ra nhiều hơn, ho nó sẽ làm mệt phổi bé hơn chứ không có được cái giúp ích gì cả. Cho nên quý phụ huynh cứ cho bé ăn đồ lỏng, ăn cháo đồ nhẹ nhàng thôi, ví dụ như cháo thịt bằm chẳng hạn thôi, không có cần phải là ăn đồ bổ quá nhiều. Ở đây đúng là rồi, đồ hải sản, đồ tanh nhiều quá thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng ho cho bé. Ngoài ra thì khi mà các bé thì mình nên tắm cho nó sớm và tắm thật nhanh, lau người thật khô cho bé để mà hạn chế tình trạng cảm lạnh của bé tốt hơn. Ngoài ra là mình còn có thể là thoa dầu vào lòng bàn chân, đúng rồi, cũng như là quấn khăn ấm vào cổ của bé để mà giảm gọi là không có bị cảm lạnh nhiều. Và khi mà tối khi mà ngủ thì cho các bé nằm xa mới lạnh ra một xíu, cũng như là không nên mở mấy quạt mà chỉ thẳng vào người các bé như vậy. Dạ. Còn ngoài ra thì trong cái thời đại hiện tại, thời đại mà ô nhiễm môi trường nhiều thì mình nên là đi ra ngoài đường, ở đây là bịt khẩu trang cho các bé. Đúng rồi, nhiều khi ngoài đường nít mà nói nít cũng có đâu mà được khẩu trang chi nó ngọt. Trời ơi là trời, đó là nguyên nhân thứ nhất là dẫn đến tình trạng ẩu đả cho bà mẹ đó. Và nó hết vô trong là bị viêm phổi này kia. Và nó ho thật sự, nó sao con tôi nó ho quá trời vậy. Là tại bà đó, bà có bị khẩu trang cho nhỏ đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng hôm nay là có sản phẩm này giúp quá trời đừng tận ơi. Nó giúp lên chị nha con, chị nó giảm tình trạng mà viêm phổi nha anh. Bị viêm phế quản, ho nhiều, rác cổ họng, tiêu đờm. Đúng không chị? Đúng rồi. Đây như vậy ha. Có ba dạng là ho kim, xin chào ho kim nha. Quá trời rồi đã nghe đây anh chị nha. Đây, Nguyễn Tiến Đạt, Hà Thiến nè, Hoa Kim nè, Bạch Cao Duyên nè, Lan Lê, Đã Sáu nè, Minh Hoàng nè, xin chào chị nha. Đã giàu rồi cho em một lực polo đi, hoặc là cái lực gì đi để mà em chào lại cho anh chị ha. Đừng có xem chịu, đừng có xem như vậy. Hai chị em nói hơi buồn xíu đúng không ạ? Có người kêu ngon là kêu ngon dạo chào, tiếng người đi ra cũng được. Sao? Ha, nhắc lại nha đây. Anh đi này có dạng ba dạng lận, là trời, đây dạng gói, dạng gói như vậy nha, một hộp 30 gói cho em 115 gram, và dạng chai cho em, dạng chai cho em 100 ml nha, đúng một mắt nữa em tôi mua chờ liền, đúng một mắt nữa liền ta nha chị ơi, giữ đi cho em 100 ml giá 95 k mà em ra ngoài ra nha, còn hỗ trợ cần ngậm. Anh chị nào có vấn đề gì ta không có thời gian mà uống á, có thời gian mà rót ra để uống luôn đó, là thay thế kèm ngậm thì ăn cũng được đúng không ạ? Cái này ngậm bất cứ lúc nào hay sao chị? Cái này thì mình khi nào mình có thời gian mình ngậm cũng được, và một ngày á thì mình ngậm từ 4 đến 6 lần. Dạ. Còn người lớn á thì ngậm, và một ngày mình không nên sử dụng ngậm quá 10 viên như vậy, mình ngậm 4 đến 6 viên là đủ rồi ha. Một hộp kẹo ngậm anh bi như vậy này, em có ghim cửa hàng trơn trọi chị ơi. Rồi tôi có thể cho em liền đi kèm 15 mắt hay kèm liền tay chị ơi, đây hộp 8 vị 8 viên nha chị ơi, 8 như 84 nó hoài như vậy luôn ha, còn 30 nhân 150 như vậy nha, em bị lộn như đây. Một hộp 3 đứa cho em là một gói 50 ml, ủa một gói 50 ml thôi, đơn giản như hai người lớn, người lớn uống 2 gói 3 cử tức là 6 gói một ngày đúng không? Dạ, cái này bình bị mình uống ha, bị khăn tím mình uống ha, còn cái này ra ra cái này ra ra cái răm ổ phổi nào mình uống mình ngừa cũng được cả, đúng rồi, mình ngừa cũng được cả, rồi không cái đấy bị uống đâu ha, uống ngừa rồi cho nó covid uống được không, đúng rồi, hậu covid không, đúng rồi, hậu covid á thì đa phần hay nhiều người hệ miễn dịch yếu cũng như là ho nó sẽ lâu cái lâu hơn, cho nên mình có thể sử dụng nó để mình duy trì hàng ngày. Ok. Dạ đúng, 1:11 là có mã quá trời, mọi người lượm cho em bữa nay nha chị ơi, nãy là lượm được một đơn đó nha. Đây kẹo ngậm ho anh đi, đây ra nó gọi là ngừa thức ăn, ngừa cái tình trạng mà ho của chị anh chị ha. Đây quá trời đời khang, em chào khang nha. Đây
cái gì thì nó sơ qua thành phần bên trong từng loại như vậy. Đây ra mao phổi là bằng gì, nó sơ hoặc Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu với cái thành ra mao bộ phổi thì thành phần của nó sẽ là 150mg ca hỗn hợp thảo mộc tương đương với lại tỳ bà diệp 900mg, phóng chanh 600mg, ô mai 200mg, mạch môn 90mg, chiết xuất cúc tím 80mg, chiết xuất từ gừng là 60mg, chiết xuất trần bì 50mg, chiết xuất huyết giác là 50mg và chiết xuất đông trùng hạ thảo 40mg. Ngoài ra thì mình còn có vitamin C 20mg và các phụ dưỡng khác. Dạ, thấy học kẹo gì vậy chị? Kẹo gì đây là kẹo loại ngậm giảm ho cho anh luôn nha, cũng là của anh Bi luôn nha, mà cái dạng kẹo ngậm cho anh chị nha, ngọt vô cùng luôn đó, mật ong đó đúng không, mà không bị đắng đâu nha, mồi như vậy nè. Dạ rồi đó, anh thấy rồi đó nha. Rồi đúng 11 giờ, đúng 1 giờ 11 phút em tôi vô trợ liền lượt cho em bữa nay, đừng đâu cả nha, đi làm mất luộc, đi làm nhanh tay lại cái ngốt đêm bữa nay cho em bữa nay nha. Rồi lấy mã cho em, lấy mã đi chị ơi, bữa nay nha, 80k cho hai cái thôi, chị nhanh tay lại tiền bữa nay nha chị ơi. Đây sản phẩm bất kỳ luôn nha, bất kỳ đây siro bột mới đây, dạng như vậy có dạng gói và dạng chai cho em bữa nay, vô liền tay ấy giảm luôn kìa chị ơi, hai đơn thôi nha, nhanh tay lại tiền chốt đơn bữa nay cho em nha chị ơi. Chậm tay mất lượng trên trời hết, chậm tay là mất lượng cho em, thủy tinh hay bán giờ rồi. Đây có một cái nắp như vậy, hoa bình như vậy nha. Quá trời ơi, cái mã này nôn nóng quá, không biết ai săn được nha, không biết ai săn được rồi nè. Tuệ chị Tuệ ơi, quá trời rồi, khi nào chị cần nó chị uống cũng được cả, để dành đi mua con chị uống hoặc là chị uống cũng được. Đúng rồi. Dạ uống cũng được cả, quá trời đúng không. Giảm rồi, giảm hai mã rồi, ai chốt đây rồi nó biết nè chị ơi. Tại vì á, đối khi mà người lớn mà người ta ho dài hơn nhiều á, dạ, thì bắt đầu á, khi mình uống viên vô nó cũng kiểu như là không có nuốt được luôn á, thì dạ, mình có thể sử dụng dạng gói cũng được luôn. Đôi khi á, là mình uống vô nó sẽ dễ bị trào ra, mình dùng dạng gói nó sẽ hấp thu nhanh hơn, nó dạ, tình trạng ho nhanh hơn. Dạ là 6 gói một ngày, tức là 30 gói là uống được có 15 ngày thôi. Đúng rồi, uống được 15 ngày thôi. Nhưng mà cái này là cái tình trạng mình nếu mình đã giảm nó rồi á thì mình có cần uống nữa không chị? Không cần uống cũng được, để dạ, tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền đó, đó mà chốt đi chị ơi, còn ai đâu 80k bao giờ đó chị ơi, hốt liền nha, ai chốt vào nhà cửa hàng em mới tung mã liền kìa, xem thoải mái chị ơi, chốt một ngày chốt ngay quá trời, ai chốt xong rồi báo em biết nha chị ơi. Quá trời, ngọc Hy Ly, dạ điền ta chị ơi, trong cửa hàng em nó tung mã rồi kìa, hốt bữa nay chốt đâu cho em bữa nay nha, mấy tụi vẹt xin chào nha. Đây combo hai hộp được giảm 50% lợn cho em, cổ hàng ngay Sài Gòn, công ty dược phẩm dừng em, quá trời rồi đây nha. Ngoài ra nha, còn nữa là người bổ phổi chị, ngừa đúng rồi, dạ ra ma bổ phổi cho em bữa nay, ha ha xin chào ha ha. Ra đây một lần đây là gồm 30 cho em, uống sao đi ăn. Ừ, cái này uống sao bán nó trơn hơn chị? Đúng rồi em, tại vì đối với cái sản phẩm ra mang bộ phổi thì mình có thể sử dụng tức thời được và sử dụng phòng ngừa được. Dạ. Bởi vì á, trong quá trình đó mà khi mà dịch Covid-19 xuống á, thì cơ thể dạ, của người á, thì bắt đầu á, hệ miễn dịch bắt đầu yếu đi và phổi nó phải làm việc nặng hơn, tại dạ, vì á, là mạnh hơn á, kiểu như là để mà hạn chế virus Covid-19 nó tấn công vào phổi, cho nên nó là mình có thể là hỗ trợ phổi bằng cách mình sử dụng thêm sản phẩm Rama bổ phổi này. Thì đối với dòng sản phẩm Rama bổ phổi thì nó sẽ hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rắc họng, giảm khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản, thì nó sẽ giúp cho phổi làm việc nó không có bị mệt và quá tải hơn. Dạ. Trong thời gian mà Covid-19, ông bị Covid chưa? Thì cái lúc mà khi mà dịch Covid-19 xuống thì chị cũng có bị rồi. Chị bị rồi ha, em chưa bị. Em hơn dạ. Em cũng biết luôn, em test quá trời hôm nay là em không bị như vậy ha. Em nói nhiều người bị xong chị, cứ lâu lâu bị tái phát, bị ho nhiều lại. Đúng rồi. Hoặc là trái cho trời cái lần định mọi cái phổi mình. Đúng rồi. Ở thì hụt luôn. Ừ. Nói công nghiệp vô cùng luôn chị ơi. Mà hôm nay nha anh chị ơi, dạ Ái Lâm thì Thủy với là chào chị nha. Rồi ai chốt đơn cho chị ơi, vô trời em tung từ đầu cửa hàng kìa. Dạ ai chốt mà nó biết nha, ai chốt đơn là nó biết gì chơi, tung quá trời, tung qua trời về lận đường bữa nay nha, bữa nay tấn động rồi, tung việc hoàng nè, ai chốt đơn là nó biết nha chị ơi, tung để ra 1.000 đồng cái hàng đó chị ơi. Đây một hộp siro anh bi như vậy nha, là giảm tình trạng ho ở trẻ em
người lớn cũng có luôn, người già cũng có đúng không? Nhà chị nói như là có tình trạng bị vấn đề tiểu đường đó, thì nên là tham khảo trước khi sử dụng. Đúng rồi. Dạ, vì sao? Vì hôm nay có mật ong. Ừ. Mật ong là nó ngọt lắm, em uống ngon dính mà đúng không? Mà đây rơi quá trời rồi, đây là cái này có phải là thuốc không chị? À, không, cái thành phần này là nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể tốt hơn thôi. Dạ, cái này là hỗ trợ sức khỏe thôi nha, không phải là thuốc, nên là không thể thay thế thuốc chữa bệnh mình em chị ơi. Bữa nay chắc là ai chốt đơn rồi ạ? À? Ai chốt đơn rồi nè? Ở là trời nôn nóng đi thì cái sắp hai đơn thôi. Cho anh chị nên ta lại tương hốt đơn cho ai đó, không có người nhà lùm đông mua về mình uống cũng được cả, hoặc là mình cho nhỏ uống. Mà khi mình bị ho, đương nhiên rồi trong cuộc sống mà tại sao không ho được? Đúng rồi. Khánh à, đúng không mà? Như vậy à, điện ta chị ơi. Có hai đơn thôi, giảm 80k vô cùng luôn nha chị ơi. Đây có ba dạng lợn ăn đi như vậy là giảm ho nha. Dạng siro uống dễ lắm nè. Dạng hộp như vậy nè là 30 gói cho em, ba dạng lọ như vậy nè cho em luôn. Và có trong cái hộp này nè, nó có để cái khuỷu cái nắp này nè, nó đông cho mình sao ta đúng tỷ lệ như chị Thi nói. Dạ đúng tỷ lệ luôn nha anh Trần Tuấn nha. Đây như vậy nha. Và ngoài ra có một cái dạng nữa, đó là dạng kẹo ngậm cho anh chị luôn nha. Anh chị nào có trong thời gian nhiều đó, uống thuốc á, uống như vậy nè, thì ngậm cho em mỗi ngày bao nhiêu quên này? À, mỗi ngày thì mình sử dụng là ngậm từ 4 đến 6 lần. À, thì đối với còn á là nó là ngậm ở đây là ngậm trong kẹo, nó sẽ tan trong miệng và yeah. Dùng kết quả đều đặn trong này thì nó sẽ ôn hiệu quả hơn đó. Còn đối với con nít á, mà khi mà sử dụng á, thì các bậc quý phụ huynh á là nên xem kỹ, xem thử để tránh tình trạng ở đây là bé nó dễ bị như em nói bị mất. Bị gì chị? À, sao? Là ở đây là khi à, bị hấp cổ phải không? Đúng rồi, bị hấp cổ. Dạ đó, vậy á. Thì khi nít cá mua về nó ngậm đi, rồi ngậm mắt cổ nhỏ rồi tưởng nhỏ đúng không? Tại mình không đó mà bà ăn đi như rồi ha, người lớn ăn không khuyên từ mấy tuổi ăn được rồi chị? À, thì 6 tuổi là có thể sử dụng được. Đúng rồi, lớp 1 được dùng em nha. Bình phong cũng bình phong nha đây. Một hộp như vậy là gồm 30 cái cho em nha. Em uống một gói rồi nó dính cực kỳ dính luôn. Hả? Chị có uống rồi. Vậy hả? Mấy bữa khi mà chị ho thì chị có thể sử dụng thêm cái sản phẩm này nữa để hỗ trợ thêm. Dạ, chị nhanh hơn. Chị uống mấy gói là biết tác dụng rồi. À thì cái này á, thì chị uống thêm kết hợp thêm với lại thuốc mà giảm các triệu chứng nữa thì đúng rồi. Để làm ngày là đã hiệu quả. Dạ uống kèm theo phải không chị? Đúng rồi. Dạ, điều ta chị ơi. Dạ vô trời nha, hôm nay vô trời rất là nhiều luôn nha. Trong bộ hai hộp được giảm 50% lại cho anh chị nha, 115k dạng gói như vậy nè, còn dạng chai là có 95k thôi dùm em chị ơi. Ngoài ra nha, ra nô phổi là 132k, ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Ngoài ra nha anh chị, hôm nay vấn đề gì, tình trạng phổi mình bị ho nhiều, tình trạng kéo dài không hết là sao đó, cứ cờ cho em biết nha, cứ cờ cho em biết thôi thì em sẽ thì nha. Ngọc Nữ, xin chào Ngọc Nữ nha, tiên là Ngọc Nữ hay tên là Ngọc Nữ ơi, bữa trưa tăng xe của em đã ghim mã lên rồi. Đây em ghim mã lên đầu cái sản phẩm rồi, không biết ai đã chốt đơn như này em, giảm vô cùng kìa. Ở là trời siro ở siro ho, giảm ho bổ phế cho anh chị nha. À trời là đây uống xong ăn tới một tập luôn. Đúng rồi, uống xong rồi. Dạ chị nhắc lại một lần nữa, tại sao nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho mà có đờm như vậy? Thì ho có đờm ở đây á là do đầu tiên khi mà các bạn mà hệ miễn dịch yếu, cũng như là hệ miễn dịch của các bạn yếu và virus nó xâm nhập vào cơ thể, thì đó là cơ thể nó sẽ bằng cách đó là nó sẽ thải độc ra, bằng cách đó là nó sẽ ho được. Cho nên nó là mình sẽ có cái tình trạng là ho khan. Yeah. Nhưng mà ho sau một thời gian đó, ho hoài mà nó cũng không tống được hết tất cả các độc tố ra, thì nó bắt đầu nó sẽ tạo đờm. Tại vì trong đờm nó sẽ có dịch nhầy cũng như là bạch cầu và các dịch mũ và cũng như là độc tố có hại cho cơ thể. Yeah. Thì nó sẽ gây ra cái tình trạng ở đây là khi các bạn ho nó sẽ tạo đờm. Đờm ở đây là bắt buộc là mình phải khạc ra và tống cái lượng đờm nó ra bên ngoài. Đúng rồi. Mà khi mà tống ra nhiều bên ngoài như vậy thì nó cũng rất là mệt cho cơ thể. Tại vì là thứ nhất là mình phải đi thường xuyên để mà khạc ra ngoài. Thứ hai là gây là ô nhiễm cũng như là
mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì bắt đầu đối với những cái sản phẩm như là siro ho anh bi, kẹo ngậm anh bi cũng như là rana bổ phổi, thì những cái sản phẩm này nó sẽ làm giảm cái tăng tình trạng là tăng tiết đờm, giảm đau rách họng và ho kéo dài của mình hơn. Dạ. Nó giảm hết. Anh thấy dưới quê em nó con nít đó, nhiều khi nó có đờm nhiều là đi dẫn đi bác sĩ móc đờm ra. Đúng rồi. Nhiều khi nó móc cỏ mà không cẩn thận thì sao ta bị tổn thương cái cổ họng nhỏ tội nghiệp. Mà hôm nay vấn đề là nhanh, nó giải quyết toàn tập cho mọi người luôn nha, cho con nít cũng được luôn ra. Mỹ đang ra nghe đây, nó tiêu đờm đó chị. Đúng rồi. Tiêu đờm nha. Sao ta uống vào rồi nằm phè đó cũng giảm đờm. Nó một rồi, hồi đây là 30 gói cho em nha. Chị Messi thì nghe. Messi thì nghe, chị vào nghe đây. Ambi là hộp 30 gói, là dạng gói là 115k. Mua 2 hộp được giảm 50% lận giùm em nha chị ơi. Đây, và dạng chai như vậy nè. Dạng chai vậy nè là có 95k thôi. Và dạng kẹo ngậm nữa, Ambi quá trời, có rồi dạng rồi đúng không ạ? Liền ta nha, quá trời rồi đây. Ngoài ra nha, ra mà bộ phổi nữa là 132k thôi chị ơi. Hôm nay anh chị mua lẻ sản phẩm nào bất kỳ trong cái hàng đăng ghim đó nha là được giảm 15% lận là đối với mua lẻ sản phẩm nha. Còn hôm nay anh chị mua anh như vậy nè, để giờ anh được cả mua 2 là em được giảm 50% lận cho anh chị nha. Đừng tay quá trời rồi đúng không ạ? Đây uống xong mới ăn 30 phút. Đúng rồi. Dạ uống cái này, cái nào là nó được 100% từ thảo mộc thiên nhiên. Đúng thì đọc rồi. Em biết à, thì đối với cái rama bộ phổi thì cái này sản phẩm này nó được chiết xuất từ 100% dược liệu tự nhiên. Thì ở đây mình xin đọc lại về cái thành phần của nó. Thì trong một viên có chứa 150mg cao hỗn hợp thảo mộc, tương đương với lại là tỳ bà diệp, húng chanh, ô mai, mật môn, cúc tím, gần xuyên tâm liên. Thì những cái thành phần dược liệu này nó sẽ làm giúp cho giảm cái tình trạng đó là giảm ho, giảm đờm và giảm đau cũng như là kháng viêm và giảm tình trạng là khản tiếng cho viêm họng và viêm phế quản. Thì ngoài ra cái những cái thành phần trên thì nó sẽ hỗ trợ thêm về việc là bổ phổi, để phổi giảm cái tình trạng ở đây là làm việc quá tải, và nó sẽ bảo vệ những cái thành phần dược liệu tự nhiên này, nó sẽ bảo vệ lá phổi của mình để phổi làm việc hiệu quả hơn, cũng như là phổi của mình nó sẽ khỏe hơn. Ngoài những cái thành phần này ra thì có thêm cái thành phần như là trần bì, huyết giác, đông trùng hạ thảo, vitamin C. Thì đối với cái thành phần này nó sẽ hỗ trợ ở đây là nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng sức đề kháng của cơ thể hơn, để mà cơ thể có thể phòng vệ tốt hơn, cũng như là làm khi mà các virus cũng như là vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể có thể là tiết ra được hệ miễn dịch và sức đề hệ miễn dịch của mình để mà chống chọi lại với lại các tác nhân nguy hiểm từ bên ngoài. Dạ, như chị đã nói từ đầu rồi, những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mà ho kéo dài đó là ô nhiễm môi trường. Đúng rồi. Và ăn nhiều đồ cây nóng, ăn nhiều đồ hải sản có những cái tính mà phong đó nó bị ngứa cổ họng ho nhiều ha. Còn vấn đề gì nữa chị? Thì ngoài ra thì ở đây á là do mình thay đổi khí hậu, là vào thời điểm giao mùa khiến nhiệt độ thay đổi thất thường, từ nóng chuyển sang lạnh cũng như là từ lạnh chuyển sang nóng. Thì sự biến đổi như vậy nó sẽ làm cho hệ miễn dịch của mình suy yếu hơn, và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái virus gây cảm lạnh cũng như là dễ dàng phát triển và lan truyền hơn ở ngoài không khí, và làm cho đường hô hấp đó là nơi mà nhiều bệnh mầm bệnh nó sẽ xuất hiện, và do chúng ta hít thở thường xuyên cho nên là cái đường hô hấp sẽ là nơi mà dễ mà bị viêm nhiễm nhiều nhất, cũng như là do cái không khí bị ô nhiễm, cũng như là không khí bị ô nhiễm ở đây là do con người tiếp xúc với lại sulfur dioxide cũng như là nitric dioxide. Thì ở đây là các tác nhân gây ra ho khi mà cơ thể con người tiếp xúc với chúng. Dạ, như mình khi mình sử dụng sản phẩm mình làm rồi mình kết hợp những biện pháp nào mình để mà mình hiệu quả tối đa thì thì các biện pháp mà để mà bảo vệ tối đa cho cơ thể, ngoài những cái cách đó là mình sử dụng các dòng thuốc thực phẩm bảo vệ sức khỏe này ra, thì mình còn có thể hạn chế ăn đồ tanh nhiều, tại vì đồ tanh nó sẽ gây kích ứng và khó thở và sinh ra các cảm giác ho. Ngoài ra là ăn đồ cay nóng quá nhiều cũng là một cái tình trạng đó là gây ho thường xuyên, và bên cạnh đó thì
mình có thể là khi mà mình bị cảm lạnh á thì mình nên tắm nước ấm, cũng như là không ăn đồ lạnh và không nằm máy lạnh, cũng như là không chĩa máy quạt sát vô mình. Mà ở đây mình nên là tắm thật nhanh và lau người thật khô và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung thêm vitamin cũng như là đồ ăn để tẩm bổ cho cơ thể tốt, để mà cơ thể tăng cường sức đề kháng để mình chống chọi lại với lại virus vi khuẩn. Dạ, em xin tất cả một lần nữa nha. Chủ đề hôm nay Ngọc Nhiên, chào Ngọc Nhiên nha, chờ nha đây. Chủ đề đầu tiên hôm nay là hô hấp khỏe mạnh cùng Hoàng Giang Sài Gòn. Nên là anh chị nào đã đeo tiêm rồi, có vấn đề gì tình trạng về hô hấp của mình, ho hay là bị đau cổ họng, rát họng, bị viêm phế quản hay sao đó, cứ còn trong nước nha, rồi em và chị Dì Sử Thi sẽ giải đáp cho mọi người hiểu rõ hơn ha. Đây nhắc lại bây giờ tương lai sản phẩm nào rồi nha. Rama Hộp Vội đây 132 cao lên chưa ạ? Hôm nay nha chị nha, mua lẻ sản phẩm bất kỳ của ngân hàng 5 viên rồi là được giảm 15% lận một loại như vậy, gồm 30 viên nha, cái này phòng cũng được cả, hoặc là mình bị ho cũng uống được cả, được em nha. 100 bảo nhập 100% thảo mộc từ thiên nhiên. Đúng rồi, cái sản phẩm này là 100% từ những cái dược liệu rất là tự nhiên. Dạ. Cái này từ 6 tuổi được không chị? Đúng rồi, 6 tuổi. Dạ, cái này người lớn uống bao nhiêu viên một ngày chị? Thì người lớn sử dụng là 2 viên trên một ngày. Ở đây là mỗi lần mình sử dụng 1 viên và mình uống sau bữa ăn 30 phút. Dạ, uống sau bữa ăn 30 phút nha chị ơi. Là cái này nè chị ơi, hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ chống ho cho anh chị, là ra mang một hộp cái này nha chị ơi. Quá trời rồi đây. Thì đó, đây giảm vô cùng giảm luôn chị ơi, giảm ngâm đi quá trời rồi không à. Đây, ăn đi nha. Bây giờ cũng là ho luôn, một vấn đề về ho về sao mà mình kiểm nghiệm mình là hô hấp mà. Ừ, đúng rồi em. Có vấn đề gì cứ mình cứ comment đi. Chị ho không? Vậy. Đây, còn như vậy nha, qua anh đi rồi. Quan bị là nghe rất là quen với đứa trẻ nhỏ rồi, ơi là trời, vô là nói là con tôi bị ho là đưa cái hộp liền, đưa cái hộp liền nó biết rồi nha. Đây một gói vậy là gồm 30 gói với anh chị ơi, một gói vậy là gồm 5 ml, giá bán là hiện tại là 115k. Hôm nay anh chị mua một combo 2 hộp được giảm 50%, tức là anh chị được mua một hộp và tặng thêm một hộp cho anh chị nha. Là cái này nè, con chị uống hoặc là anh chị uống cũng được cả, người lớn uống cũng được cả. Vì sao à? Đây tâm có mặt ông đó nhỏ uống, trẻ nhỏ uống như dễ vô cùng dễ luôn nha. Chị Vũ Kim Huê đây, em đang ghi mã quá trời đông ra giải hàng kìa, không biết có vừa chốt đơn chưa nè ta. Ôi là trời, mã lụm mã liền nha, đây liền ta nha. Ngoài ra nha, nếu không có thời gian nhiều đó thì nó sẽ có chậu ngậm cho chị luôn, cũng là có anh Bi luôn không chị? Đúng rồi. Dạ anh đi luôn nha. Đây giúp giảm cái đờm của mình trong cổ họng nha, giảm đau rát họng nha, do tình trạng ho kéo dài cho anh chị. Bữa nay cái này nè, một hộp như vậy gồm 8 vỉ hoặc là 8 viên. Một vỉ 8 viên thì em tăng tăng nhiêu? 64 viên nha. Như vậy nha, 30 gói, một gói 50 ml, 30 x 5 nhiêu? 150. Đúng rồi, 150 ml là tổng hộp bao quát cái này giùm em chị ơi. Đổ vui cũng được quá trời rồi đây. Ngoài ra nha, còn có vấn đề này, nó có dạng chai này nè anh chị ơi, nó có cái phễu như vậy nè anh chị, rót ra đúng liều lượng như là chị Thuy nói rồi, 5 ml chị. Thì đối với trẻ mà từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi thì mình sử dụng 5 ml trên lần. Dạ. Một ngày mình sử dụng 2 lần. Còn đối với lại là trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì mình sử dụng là 10 ml trên lần và một ngày mình sử dụng 2 lần. Còn đối với người lớn và trẻ mà trên 6 tuổi thì mình sử dụng là uống 10 ml trên lần và một ngày mình sử dụng 3 lần. Dạ, vì ta chị ơi, dạ giá bán là chúng con cái lọ nè là có 95k thôi. Vì sao? Vì nó có 100 ml thôi nha chị ơi. Cái này tới 150 ml lận là nó mắc hơn xíu nha. 115k nên là cái này giảm vô cùng giảm luôn anh đi nha. Cái nào cũng giảm vô cùng luôn. Có một hai hộp được giảm 5% lận nha. Ngoài ra còn rất nhiều hỗ trợ khác, giảm 20k cho đơn hàng 109k nha anh chị ơi. Đây giảm 10% tối là 50k cho đơn hàng không đồng luôn nha, giảm 15k cho đơn 99k dành cho khách hàng mới. Câu chuyện follow tên của em anh chị ơi, và ai đã già rồi cứ người em biết, em đã ghi cái sản phẩm trên đầu trên rồi nha anh. Xin chào anh nha. Đây thì đó nãy giờ đó hỗ trợ sức khỏe mọi người nha, về vấn đề hô hấp, bị gì đó, bị mệt với nó chuyện nhiều quá, bị nói chuyện sao mà một ngày nói chuyện liên tục, nói chuyện như một gây ra cái tình trạng ở đây đó là rát cổ họng về ban đêm, như lúc nãy giờ trẻ em chị nói cũng quá trời thì cũng đã có tình trạng như là đau rát cổ họng rồi đó.
đã đã có họng nữa chứ gì có nói chuyện không? À thì xíu nữa khi mà sử dụng xong thì chắc chị sẽ lấy keo ngậm để mua. À chứ là xíu nào uống một gói nữa chứ dùng xe bị dính mật ong trong đó, uống nó ngọt vô cùng ngọt chị, hỏi là trời nó thơm mà không phải là nó bị gắt gì đâu nha, mà cũng có đợt ngọt điềm đạm như vậy. Dạ chị ơi, có vấn đề gì các bạn biết nha chị ơi, nếu không là em tin sếp chúng ta nha chị ơi. Hôm nay chị mua bất kỳ sản phẩm nào trên cửa hàng là được giảm 15% lẫn bất kỳ sản phẩm trong cửa hàng của em chị ơi. Đây liền tay nha, nếu không thì em xin xuống like chị ơi. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho cái mic này đi, rồi cái ekip em sẽ trả lời tin nhắn cho mọi người. Cứ gọi em thoải mái đi chị ơi, đừng có ngại gì trên trời. Mình với nhau mà đã mình có vấn đề gì cứ mình gọi là chuyên cung cấp những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho mọi người. Mà mọi người bị bệnh thì gặp đến em là đúng này rồi. Dạ như vậy nha, đừng có ngại cái gì cả, liền tay nha. Đây, có thắc mắc gì cứ cờ mình cho biết rồi em sẽ giới thiệu mọi người nha. Nếu không, em xin phép xuống like và xin mọi người follow kênh này. Và kênh này phát live trực tiếp vào 11 giờ rưỡi hàng tuần ở trên kênh của em nha mọi người ơi. Liền tay quá trời rồi, nếu không em và chị Sử Thi sẽ xin xuống like gì em. À, chào buổi trưa vui vẻ, xin chào cái dễ đi chị ơi. Chào tất cả mọi người.